Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 561, yêu cầu của Mỹ Nhi. Vẫn là Mộc Hàm lái xe, Hạ Thiên ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, Tô Tiểu Sán ngồi ở phía sau. Xe nhanh chóng rời khỏi khu biệt thự trung tâm, vài phút sau Mộc Hàm dừng xe lại. Chồng, quán bar đối diện cũng không tệ, mọi người có muốn vào làm vài ly rượu không? Mộc Hàm khẽ hỏi. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Mộc Hàm. Vợ, chẳng lẽ chị không vào sao? Hạ Thiên cũng không đặc biệt thích thú với trò uống rượu, nhưng hắn cũng không bài xích, nếu Mộc Hàm thích vào thì hắn cùng vào, nhưng nếu nàng không muốn đi thì hắn cũng không vào. Vừa rồi có chuyện, tôi phải cần xử lý để tránh những phiền toái không cần thiết. Mộc Hàm cũng không giấu giếm, nàng giải thích một câu. Chồng, tôi biết cậu không sợ, nhưng nếu cả ngày có người đến làm phiền thì chẳng phải chuyện tốt. Như vậy cũng được, nhưng chị xử lý thế nào? Hạ Thiên hỏi. Trước tiên tôi điện thoại cái đã. Mộc Hàm khẽ nói. Có lẽ mất chút thời gian, trước tiên cậu cứ vào quán ba chờ một lúc, sau khi sắp xếp xong thì tôi sẽ đến tìm cậu, được không? Được. Hạ Thiên suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Tô Tiểu Sán càng cảm thấy cầu mà không được, tình cảnh vừa rồi làm hắn sinh ra xúc động muốn uống rượu, dù Mộc Hàm không chủ động nói đến điều này thì hắn cũng thật sự đến quán ba uống vài ly. Hạ Thiên và Tô Tiểu Sán nhanh chóng xuống xe đi đến quán ba. Mộc Hàm thì lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Hầu Tiểu Thất à, tôi là Mộc Hàm. Điện thoại được nối thông, Mộc Hàm đi thẳng vào vấn đề. Tôi tiếp nhận lời đề nghị của Mỹ Nhi, tôi sẽ làm tổ trưởng địa tổ. Được rồi, hoan nghênh cô gia nhập địa tổ, tôi sẽ nói cho Mỹ Nhi. Hầu Tiểu Thất có vẻ rất vui sướng. Tôi cần có quyền hạn của tổ trưởng địa tổ ngay lập tức, còn giấy chứng nhận, trang bị súng ống. Mộc Hàm nhanh chóng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hầu Tiểu Thất có hơi sững sờ, sau đó hắn hỏi. Có chuyện lớn gì rồi sao? Không có chuyện lớn gì. Mộc Hàm dùng giọng hàm hồ nói. Có thể khai thông quyền hạn cho tôi ngay được không? Điều này, cô chờ chút, tôi sẽ thông báo một tiếng với Mị Nhi. Hầu Tiểu Thất có chút chần chừ, sau đó nói. Được rồi, tôi chờ tin của anh. Mộc Hàm nói xong thì cúp điện thoại. Sau đó nàng ngồi trong xe chờ đợi. Nếu không có chuyện gì phát sinh thì Mộc Hàm còn phải đợi vài ngày nữa mới đến nhận chức ở địa tổ, nhưng bây giờ nàng muốn lợi dụng thân phận của địa tổ để làm chút chuyện có lợi cho chồng. Người khác có nói nàng thiên vị cũng chẳng thèm quan tâm, bây giờ đối với nàng thì quan trọng nhất là Hạ Thiên, hơn nữa đám người đêm nay chết còn chưa hết tội. Điện thoại rung lên, Mộc Hàm nhận điện thoại, nàng nhìn qua và có chút kinh ngạc, vì người gọi đến không phải là Hầu Tiểu Thất. Nhưng Mộc Hàm cũng nhận điện thoại không chút do dự, điện thoại vừa nối thông thì bên kia đã vang lên một giọng nói không quá xa lạ với Mộc Hàm. Mộc Hàm chị đang ở đâu? Đối diện quán ba Nhiệt Lang. Mộc Hàm lập tức nói ra địa chỉ của mình, vì người gọi đến là Mị Nhi. Chờ tôi 10 phút, tôi sẽ đến ngay. Mị Nhi nhanh chóng nói một câu rồi cúp điện thoại. Nói là 10 phút nhưng Mị Nhi đến rất nhanh, chưa đến 5 phút thì Mị Nhi đã chạy một chiếc Audi A7 đến bên cạnh Mộc Hàm. Sau đó nàng mở cửa xe nói. Lên đây đi. Mộc Hàm tiến lên chiếc Audi ngồi xuống bên cạnh Mị Nhi, lúc này Mị Nhi cũng đưa một túi văn kiện cho Mộc Hàm. Đây là giấy chứng nhận của cô, bên trong còn có hiệp nghị giữ bí mật, cô nên ký trước. Mộc Hàm tất nhiên rất quen thuộc những trình tự này, nàng sảng khoái ký hiệp nghị, sau đó cầm lấy giấy chứng nhận nhìn qua, cuối cùng không nhịn được phải hỏi một câu. Giấy chứng nhận này hình như không phải vừa làm thì phải. Đã chuẩn bị từ giữa trưa. Mị Nhi cũng không giấu giếm. Tôi nghĩ chị sẽ không từ chối phần công tác này. Mị Nhi dừng lại một chút rồi nói thêm. Súng để ở phía sau, chiếc xe này đã được sửa chữa, có thể chống đạn, sau này cô sẽ dùng nó, tôi nhớ không lầm thì cô cũng chỉ thích Audi A7. Cảm ơn. Mộc Hàm có chút cảm kích. Không cần cảm ơn tôi, Hạ Thiên cứu tôi một mạng, coi như tôi làm cho cậu ấy một chuyện. Mị Nhi thản nhiên nói. Mộc Hàm cũng không khỏi nở nụ cười. Theo tôi được biết thì chồng cũng không muốn chị chỉ làm một việc như vậy. Đây chính là nguyên nhân tôi đến đây tìm cô. Mị Nhi thản nhiên nói. Tốt nhất là cô nên khuyên cậu ấy, để cậu ấy thực tế một chút và đừng ảo tưởng, tôi không thể nào đồng ý yêu cầu của cậu ta. Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ. Mị Nhi, chồng thích ai hoặc không thích ai thì tôi không thể thay đổi được, nếu cậu ấy thật sự thích chị. Chỉ sợ là dù thế nào thì sẽ không bao giờ buông tha cho chị.
Mộc Hàm hiểu rất rõ điều này, nàng thấy Mị Nhi khó thể thoát khỏi ma trưởng của Hạ Thiên. Với một người phụ nữ bình thường thì phải ngăn cản người đàn ông của mình tìm phụ nữ khác mới đúng, chẳng lẽ với sức quyến rũ của chị mà cũng không làm điều này được sao? Mị Nhi có chút không vui. Mộc Hàm cười một tiếng. Mị Nhi, chị phải biết rõ, dù là chị hay tôi cũng không phải là phụ nữ bình thường. Mị Nhi lập tức trầm mặc, nàng biết rõ Mộc Hàm nói không sai, đặc công chẳng phải là người thường, nữ đặc công càng không phải là phụ nữ bình thường. Thực tế thì nàng biết có một số nữ đặc công sinh hoạt cá nhân rất loạn, vì có nhiều người nhận áp lực lớn nên thích tìm đàn ông, cũng chẳng phải ai cũng giữ mình trong sạch như Mộc Hàm. Mị Nhi, tôi cũng nói một lời, chồng không phải là đàn ông bình thường, vì vậy dù tôi tình nguyện giúp chị cũng không thể giúp được. Mộc Hàm còn nói thêm. Mị Nhi không thể không thừa nhận lời nói của Mộc Hàm, Hạ Thiên quả thật không phải là đàn ông bình thường, tất nhiên nếu nói hắn là đàn ông không bình thường cũng không phải dễ nghe. Phải nói tên kia là một kẻ biến thái và hùng mạnh, nhưng chủ yếu là rất háo sắc, nếu muốn hắn chủ động bỏ qua cho nàng thì đúng là mặt trời mọc phía Tây. Thôi bỏ, xem như tôi chưa nói gì. Mị Nhi cuối cùng cũng bỏ qua ý nghĩ cần sự hỗ trợ của Mộc Hàm. Nhưng cô nên quản thúc Hạ Thiên ở thủ đô, đừng làm rối loạn. Tôi sẽ cố hết sức. Mộc Hàm không từ chối yêu cầu này. Như vậy thì được rồi, tôi đi trước. Mị Nhi gần đây làm việc rất dứt khoát. Nàng nói đi là đi, vừa dứt lời đã biến mất. Nhanh quá. Mộc Hàm không khỏi kinh hoàng, tuy nàng biết Mị Nhi rất lợi hại nhưng vừa rồi lại phát hiện Mị Nhi mạnh hơn, hình như hơn hẳn Mị Nhi trước kia. Nhưng Mộc Hàm cũng không suy nghĩ quá nhiều, vì lúc này nàng có chuyện quan trọng, nàng lấy điện thoại bấm số. Yêu yêu, giúp chị làm một chuyện. Chương 562, đạp bay người đẹp. Cho một ly Long Thiện Lan. Tô Tiểu Sán đứng trước quầy ba nói với một nhân viên phục vụ nữ có cách ăn mặc khá đẹp, bây giờ hắn muốn uống rượu mạnh. Vâng, tiên sinh. Nữ nhân viên phục vụ cười với Tô Tiểu Sán, nàng cho hắn một ly. Tô Tiểu Sán làm một hơi hết ly rượu, sau đó hắn nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên, cậu muốn uống gì? Giống như anh. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Được. Tô Tiểu Sán lại nói với nhân viên phục vụ. Cho thêm hai ly. Nữ nhân viên phục vụ rót hai ly rượu, Tô Tiểu Sán cầm lấy một ly, hắn cùng ly với Hạ Thiên. Hạ Thiên, hôm nay tôi xin đa tạ cậu, chưa nói đến những thứ khác, tóm lại sau này dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng thì Tô Tiểu Sán tôi cũng không cau mày, uống. Tô Tiểu Sán lại cạn sạch ly, rượu mạnh vào bụng làm hắn tỉnh táo hơn. Tuy khi hắn ra đi thì đám người Diệp Mộng Vân vẫn còn sống, nhưng hắn hiểu đám người kia không còn sống được bao lâu, điều này chính là nguyên nhân làm hắn bất an. Dù sao đây cũng là xã hội pháp chế, dù hắn không ra tay nhưng cũng luôn cảm thấy đám người Diệp Mộng Vân do mình giết chết. Hắn không phải là Hạ Thiên, vì vậy hắn không thể tỏ ra điềm nhiên như không. Nhưng Tô Tiểu Sán cũng hiểu, nếu không có Hạ Thiên thì kết quả của hắn thậm chí còn thảm hơn cả Diệp Mộng Vân. Hắn đã không còn đồng tình với loại phụ nữ như Diệp Mộng Vân, còn đám người Cao Danh Dương và Diệp Thiếu Kiệt, hai người này chuyên làm chuyện xấu, thật ra phải chết vô số lần mới đúng. Hương vị cũng không tệ, cho thêm một ly nữa. Hạ Thiên cũng uống cạn ly Long Thiệt Lan, sau đó hắn cảm thấy loại rượu này phù hợp với mình. Rót rượu, uống xong rồi lại uống, Hạ Thiên liên tục uống 10 ly, vì vậy mà ánh mắt nữ nhân viên phục vụ nhìn hắn đã có sự khác biệt. Một ly nữa. Hạ Thiên vẫn chưa thỏa mãn. Điều này, tiên sinh, anh còn muốn uống nữa sao? Nữ nhân viên phục vụ quán ba không khỏi có chút chần chừ. Tô Tiểu Sán cũng không nhịn được phải khuyên. Hạ Thiên, đừng uống nhiều như vậy, rượu này rất mạnh. Dù sao tôi cũng không say được. Hạ Thiên không cho là đúng. Tôi cảm thấy thứ đồ uống này có mùi vị rất tốt. Đồ uống. Nữ nhân viên phục vụ dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hạ Thiên, người này tuy không đẹp trai nhưng quá mạnh mẽ, Long Thiệt Lan mà xem là đồ uống. Nàng đã đứng ở quầy ba vài năm nhưng lần đầu tiên thấy được một người đàn ông đô mạnh như vậy. Tô Tiểu Sán cũng không tiếp tục khuyên, hắn biết Hạ Thiên rất trâu, tất nhiên hắn cũng biết Hạ Thiên uống rượu rất mạnh. Nhân viên quán ba lại rót rượu cho Hạ Thiên lập tức uống cạn, đã hơn 10 ly vào bụng hắn. Hành động này của hắn cũng làm cho đám người ở quán ba chú ý đến, uống 10 ly Long Thiệt Lan mà không sao, người này đúng là khó thể không làm người ta chú ý. Là rượu giả sao, tôi đã uống Long Thiệt Lan một lần, quá nặng, căn bản là khó uống. Không giống như giả. Tôi nghi ngờ người anh em kia là thần rượu.
Con bà nó, uống rượu gì mà giống như uống nước vậy? Uống hơn chục ly cũng không có phản ứng. Đám người ở phía bên kia nhỏ to nghị luận, có vài tên con đánh cuộc, xem Hạ Thiên có thể uống được bao nhiêu ly. Tôi thấy nhiều nhất là 30. Tôi cảm thấy 40 cũng không phải là vấn đề. Tôi nghĩ là 100. Tôi thấy 30 là được rồi. À, hắn ta vừa uống ly thứ 30. Đàn ông uống như vậy sẽ được nhiều người đẹp yêu thích, có người đẹp qua rồi kìa. Lúc này thật sự có người đẹp đến bên cạnh Hạ Thiên, người phụ nữ này rất cao, có dáng người mẫu, gương mặt cũng không tệ, tuy không đến mức khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng có thể xem là người đẹp. Tất nhiên đây sẽ là người đẹp với tiêu chuẩn của người thường, trong mắt Hạ Thiên thì người phụ nữ này kém xa vợ mình, không đẹp như vợ thì phải là người quái dị, vì vậy hắn cho rằng người phụ nữ kia là quái dị. Đáng lý ra người quái dị kia không có liên quan gì đến Hạ Thiên, nhưng vấn đề là hắn thấy người này đi đến trước mặt. Hơn nữa còn dùng giọng nũng nịu nói. Anh đẹp trai, anh uống rượu rất giỏi, có thể mời em một ly được không? Không. Hạ Thiên từ chối. Anh đẹp trai, sao lại nhỏ mọn như vậy? Người phụ nữ này vẫn rất nũng nịu, nàng hầu như đã cọ sát lên người Hạ Thiên. Này, cô cút ngay. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn người phụ nữ. Tôi đẹp trai thế này mà mời cô uống rượu, như vậy còn mặt mũi sao? Mọi người không biết nói gì hơn, người này đúng là tự kỷ, người đẹp kia gọi hắn là anh đẹp trai, chẳng lẽ hắn tự coi mình là đẹp trai sao? Còn nữa, người ta lớn lên xinh đẹp mà hắn nói là người quái dị, người này không phải uống nhiều rượu rồi ngu ra chứ? Người phụ nữ cũng bị chọc tức, lần đầu tiên nàng bị người ta nói là người quái dị. Người phụ nữ này nhìn về một góc, sau đó nàng đột nhiên dán lên người Hạ Thiên rồi hét lên. Á, sàm sỡ! Vài người ở tương đối gần với Hạ Thiên không khỏi lắc đầu, người đẹp này có vẻ rất tốt nhưng hành động quá kém, rõ ràng không có chú tố chất. Tất nhiên bọn họ vẫn còn hâm mộ Hạ Thiên, một người đẹp tự động yêu thương nhung nhớ, dù nàng hãm hại hắn thì được ôm một cái cũng không tệ. Nhưng một giây sau thì sự việc còn nằm ngoài tưởng tượng của mọi người. Khốn nổi người đẹp nhào lên người Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên lại tung một đá vào bụng người đẹp. Người đẹp vừa rồi khoe khoang tài giỏi lập tức hét lên thảm thiết. Nếu so với tiếng thét trước đó thì đây mới là tiếng thét chân thật. Đám người nhìn người đẹp bị đạp văng, sau đó ngã lăn xuống đất, ai cũng dùng ánh mắt đồng tình nhìn người đẹp, đồng thời ánh mắt nhìn Hạ Thiên cũng khác biệt hơn. Người anh em kia quá trâu, những năm gần đây người đẹp luôn là động vật được bảo vệ, đứng nói là đánh, dù mắng cũng bị người người vây công. Nhưng người anh em kia không những đánh mà còn đạp bay, rõ ràng phải có dũng khí lắm mới làm như vậy. Lúc này ánh mắt nữ nhân viên phục vụ đã đầy ánh sao. Người đàn ông kia quá tàn khốc, đúng là đàn ông trong đàn ông. Hạ Thiên nhìn người phụ nữ bị đá bay, hắn dùng giọng bất mãn nói một câu. Xấu như vậy mà dám sàm sỡ tôi sao? Đám người nghe nói như vậy thì không biết nói gì hơn, người anh em kia nghĩ rằng người đẹp muốn sàm sỡ mình sao? Khốn nạn, mày dám đánh bà sao? Người đẹp bò lên, nàng hổn hển nói. Chương 563, chữ C được viết như thế nào? Hầu như cùng một khoảng thời gian trong góc quán bar có vài người đàn ông đứng lên rồi phóng về phía bên này, bọn họ vây quanh quầy bar, mười mấy người đàn ông đều cao lớn, thân thể rắn chắc, nhưng mùi bia rượu nồng nặc, rõ ràng đã uống khá nhiều. Mọi người nhìn tình cảnh thì biết sắp đánh nhau đến nơi, vì vậy ai cũng không tự giác được phải nhượng bộ, có vài người dứt khoát rời khỏi quán bar. Tất nhiên phần lớn đám người ở đây đều thích xem náo nhiệt, những năm gần đây trong quán bar cũng không thiếu những tình cảnh đánh đấm. Nhưng dù vậy không phải mỗi ngày đều có, náo nhiệt sao có thể bỏ qua. Mày dám sàm sỡ với người phụ nữ của chúng tao, không muốn sống nữa sao? Thức thời thì quỳ xuống dập đầu đi. Con chừng chết bà bây giờ. Dạy bảo nó một trận. Đám người kia xoa xoa tay, bộ dạng rất muốn hành động, nhưng bọn họ vừa mắng vừa nhìn phản ứng của những người khác. Trong khi đó người phụ nữ vừa bị đạp bay cũng đi đến bên cạnh một tên đàn ông rồi nói bằng giọng tức giận. Tuấn Phi. Đánh chết thằng khốn kia đi. Rõ ràng tên này là kẻ đứng đầu, tất nhiên người ngoài cũng dần nhận ra. Ủa đây không phải là Vu Tuấn Phi sao? Vu Tuấn Phi nào? Là tên kia. Có phải tên khốn trình độ đánh đấm ngày càng kém mà thích lái máy bay bà già không? Đúng vậy, là em nó, ông hôm nay muốn xem, thứ này là loại gì? Không phải hôm nay thua bóng sao? Tên khốn kia sao có tâm tư đến đây uống rượu? Còn bà nó? Không phải ngày nào cũng độ sao. Hôm nay bọn họ đến đây uống rượu chúc mừng, rõ ràng có chiến thắng.
tôi thấy cũng chưa chắc, hình như con kia là người mẫu bọn họ đưa đến, nghe nói khá biết cách nốt tiền. Lúc này Hạ Thiên cũng thấy Vu Tuấn Phi, hắn lập tức vui sướng trở lại. Này, chú là đồ con lợn. Tô Tiểu Sán ở bên cạnh có chút kỳ quái. Hạ Thiên, cậu biết bọn họ sao? À, tôi chỉ nhận ra một con heo. Hạ Thiên chỉ vào Vu Tuấn Phi, con heo này lần trước dám có ý với vợ hắn, lần trước hắn muốn thiến đối phương nhưng con heo này may mắn chạy mất. Bây giờ hắn lại thấy được con heo bị mất, tất nhiên sẽ rất vui sướng, cuối cùng cũng có cơ hội biến heo thành thái giám. Mày nói gì? Vu Tuấn Phi trừng mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Mày mắng ai? Ông nói cho mày biết, hôm nay mày chết chắc rồi. Vu Tuấn Phi vung tay lên. Lên hết cho ông, đánh cho thằng ngu kia biết chữ chết viết như thế nào. Chiều nay Vu Tuấn Phi vừa đại biểu cho đội bóng An Dân ở thủ đô đã một trận, trận này hắn đá rất dở, đội bóng cũng thua, nhưng hắn chẳng những không mất vui, hơn nữa còn rất vui sướng, vì hắn có được một số tiền lớn. Vu Tuấn Phi cảm thấy đá bóng chẳng khác gì diễn viên trên sân khấu, tất cả đều cố gắng kiếm chút, gạo, thừa cơ hội đang còn trẻ mà kiếm chút tiền. Cũng vì kiếm tiền mà một vài ngôi sao đi vào trong quy tắc ngầm, mà hắn cũng tình nguyện cho người khác chửi, bị chửi là cái quái gì. Thua chút tiền thì tính là gì, hắn tùy tiện có thể đánh bạc và thắng vài triệu đồng, rõ ràng là phát tài, còn có tiền chơi ngôi sao, cuộc sống rõ ràng cũng được làm dịu. Vì quá vui mà Vu Tuấn Phi mới kéo nữ người mẫu đến đây. Sau đó gọi thêm một đám người cùng uống chung vui, nào ngờ đang uống phê thì nghe thấy có người điên cuồng gọi rượu Long Thiệt Lan, hơn nữa uống một hơi vài chục ly, có thể nói là tử thần của quán bar. Vì vậy mà Vu Tuấn Phi muốn biết tên kia là ai, sau khi thấy mặt thì càng tức giận, đó không phải là tên khốn cướp sư muội và còn đánh cho hắn một trận sao. Vu Tuấn Phi nghĩ đến tiểu sư muội ở thành phố Giang Hải mà cảm thấy cực kỳ tức giận, Thư Tịnh kia càng lớn càng đẹp, dáng người ngày càng tốt. Hắn đã ngấp nghé sư muội vài năm, không ngờ lại bị một tên khốn không ra gì cướp đi, hơn nữa tiểu tử kia đánh nhau rất giỏi, với vóc dáng của Vu Tuấn Phi cũng không đánh lại, đúng là cực kỳ uất ức. Khi Vu Tuấn Phi phát hiện Hạ Thiên trong quán bar thì căn bản không thể nào áp chế được ý niệm trả thù trong đầu, vì vậy hắn tranh thủ cho người đẹp đến gần, sau đó hô sàm sỡ, như vậy hắn và đám bạn mới có cơ hội dạy bảo Hạ Thiên. Khi thấy 10 người anh em đánh về phía Hạ Thiên thì khóe miệng Vu Tuấn Phi không khỏi lộ ra nụ cười lạnh, tên kia chẳng phải đánh nhau khá giỏi sao? Nhưng đánh được cả chục tên không? Nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện thì Vu Tuấn Phi chợt phát hiện đám anh em của mình đang bay trên không trung. Á! Đau quá! Những tiếng kêu rối loạn vang lên, mười mấy người bị đánh văng nằm lăn lộn, khoảnh khắc này ai cũng không thể đứng lên được, bọn họ đang kêu gào đau đớn. Sau đó Hạ Thiên lóe lên hiên ra trước mặt Vu Tuấn Phi, hắn nhanh chóng chụp lấy ngực áo của Vu Tuấn Phi, sau đó hắn vung tay và đập xuống dưới. Không có văn hóa đúng là đáng sợ, ngay cả chữ chết cũng không biết nên làm thế nào. Bây giờ tôi dạy bảo anh, sau này các anh phải nhớ cho kỹ. Hạ Thiên vỗ tay, hắn lười biếng nói. Đám người đứng xem phải trợn mắt há mồm, vừa rồi bọn họ còn đang kỳ quái, bộ dạng của đám người trên mặt đất hình như xếp thành hình gì đó. Đợi đến khi Vu Tuấn Phi bị ném xuống, lúc đó mọi người mới biết đó là chữ chết. Châu, quá châu. Nữ nhân viên phục vụ giống như ăn phải thuốc tình yêu, nàng chợt sinh ra xúc động muốn nhảy ra, yêu, Hạ Thiên. Cũng may nàng lại hiểu ra, bộ dạng của nàng còn kém hơn cả người đẹp bị đạp ngã vừa rồi. Trước tiên biến con heo thành thái giám rồi nói sau. Hạ Thiên lầm bầm nói, sau đó hắn đá lên lưng Vu Tuấn Phi, cuối cùng hắn nhìn người phụ nữ người mẫu của Vu Tuấn Phi. Gương mặt người phụ nữ có chút tái nhợt, nàng có vài phần sợ hãi. Cậu muốn gì? Này, bọn họ đều nằm trên đất, cô thấy mình đứng mà không xấu hổ sao? Hạ Thiên tức giận nói. Cậu đừng tưởng đánh nhau là giỏi, cậu sầm sỡ với tôi. Người đẹp vừa nói vừa dùng ánh mắt cầu xin nhìn bốn phía, hy vọng có anh hùng cứu mỹ nhân. Đáng tiếc là kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân không xuất hiện, hơn nữa cũng không phải cứu mỹ nhân. Một người đẹp tóc vàng cực kỳ quyến rũ gợi cảm ích pháp xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người, sau đó nàng khoát tay dùng giọng khinh thường nói. Như cô mà bảo chồng tôi sàm sỡ với sao? Cô, người mẫu đáng thương chợt choáng váng, nàng lắp bắp nói không nên lời. Chương 564, say rượu lái xe. Hạ Thiên có chút vui sướng. Vợ, chị đến rồi à? Ừ, người vừa vào tất nhiên là Mộc Hàm. Nàng kéo tay rồi thân mật dựa lên người Hạ Thiên, vì vậy mà hấp dẫn khá nhiều ánh mắt.
Lần này đoàn người cũng hiểu, vì sao vừa rồi Hạ Thiên gọi người đẹp kia là quái dị, vì bây giờ bọn họ cũng biết người phụ nữ vừa rồi không xinh đẹp. Đúng là bó tay, ai bảo người đẹp tóc vàng bên cạnh Hạ Thiên lại quá đẹp như vậy. Cô còn chưa cút đi sao? Có phải muốn ăn tát mới chịu đi không? Mộc Hàm nhìn người mẫu đang ngẩn ngơ, sau đó nàng không khỏi hừ một tiếng, bộ dạng giống như muốn đánh người. Mọi người không khỏi thầm nghĩ, đôi nam nữ kia đúng là bạo lực, đúng là rất xứng đôi. Người đẹp nhìn đám người Vu Tuấn Phi, khi thấy Vu Tuấn Phi rất khổ sở đau đớn, giống như muốn đứng lên nhưng không thể. Lúc này nàng hiểu ra, Vu Tuấn Phi không thể trông cậy gì được, lúc này nàng nên bỏ đi thì hay hơn, vì vậy nàng không do dự mà cúi đầu ra khỏi quán ba. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến ai khác, hắn ôm vòng eo nhỏ của Mộc Hàm rồi mở miệng hỏi. Vợ, chị có muốn uống rượu không? Rượu này rất dễ uống. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến Mộc Hàm có uống được hay không. Hắn nâng ly rượu đưa đến bên miệng Mộc Hàm, nàng há miệng uống một ngụm rồi chau mày. Long Thiệt Lan. Vợ, chị từng uống thứ này rồi sao? Hạ Thiên hỏi. À, đã uống một lần, rượu nặng, không thích hợp với tôi. Mộc Hàm khẽ gõ đầu, sau đó nàng tiếp tục nói. Chồng, tôi thật ra rất ít uống rượu, vì nghề nghiệp không thể uống rượu. Người thường uống say chỉ có thể ngủ một đêm nhưng nếu đặc công uống say thì sẽ vĩnh viễn vào giấc ngủ vĩnh hằng. Đặc biệt là một nữ đặc công uống rượu, như vậy tình huống nào sẽ phát sinh thì khó nói, nhưng vì thế mà Mộc Hàm tuy uống rất kém nhưng cũng không chịu, rèn luyện. À, vợ theo tôi cũng như tôi thôi, chị sẽ uống mà không có cảm giác say đâu. Hạ Thiên thuận miệng nói, tất nhiên hắn và Mộc Hàm là không giống, Mộc Hàm không phải không dám uống, nhưng dù uống thì Hạ Thiên sẽ làm nàng không thể say. Chồng, nếu không tôi thử uống tìm cảm giác nhé. Mộc Hàm cười quyến rũ. Trước kia nàng không dám uống rượu, nhưng bây giờ có Hạ Thiên, nàng có gan hơn hẳn. Hạ Thiên trừng hai mắt, sau đó hắn gật đầu. Được. Chồng, chúng ta uống Long Thiệt Lan. Mộc Hàm tuy không thích uống Long Thiệt Lan nhưng chồng lại thích, cuối cùng nàng quyết định cùng uống, cùng lắm thì say một lần. Đây là rượu của chị. Nữ nhân viên phục vụ chuyển ly rượu cho Mộc Hàm, sau đó còn nói một câu. Chị thật sự rất may mắn. Cảm ơn. Mộc Hàm nở nụ cười thản nhiên, nàng nâng ly lên dốc hết ly rượu Long Thiệt Lan vào bụng. Nhân viên phục vụ tiếp tục rót rượu cho Mộc Hàm, giống như nàng là người pha chế rượu chân chính. Nàng vốn cảm thấy Hạ Thiên là người đàn ông mạnh mẽ, thậm chí còn có ý nghĩ với hắn, nhưng Mộc Hàm vừa xuất hiện thì nàng đã biết mình không thể đùa giỡn được gì, chênh lệch là quá lớn, nàng hoàn toàn không so sánh được. Mộc Hàm một lòng uống rượu, nàng uống rất nhanh, tất nhiên sẽ nhanh say. Sau khi rót vào bụng vài ly Long Thiệt Lan, gương mặt xinh đẹp của Mộc Hàm đã đỏ ửng, cặp mắt ngập nước, thật sự quyến rũ. Chồng, tôi giống như đã uống say, chúng ta về thôi. Mộc Hàm tựa lên người Hạ Thiên rồi dùng giọng nũng nịu nói. Như vậy mà uống xong rồi sao? Hạ Thiên có chút tiếc nuối, nhưng vợ muốn đi thì đi, rượu không thể uống nhưng vợ thì không thể không quan tâm. Hạ Thiên nhanh chóng ôm Mộc Hàm rời khỏi quán bar, tất nhiên Tô Tiểu Sán cũng đi theo. Đám người Vu Tuấn Phi thì vẫn xếp thành một chữ chết khá lớn trên mặt đất. Tôi lái xe. Rời khỏi quán bar thì Tô Tiểu Sán đề nghị tự mình đảm nhiệm chức vụ lái xe. Hắn uống không nhiều, Mộc Hàm ở bên cạnh cũng đã say, tất nhiên nàng không thể lái xe. Hạ Thiên đang chuẩn bị lên xe thì Mộc Hàm đã mở miệng. Chồng, không, không, chiếc xe kia là của chúng ta, xe kia mới là của chúng ta. Mộc Hàm có hơi say nhưng thần trí vẫn còn thanh tỉnh. Nàng kéo Hạ Thiên đi về phía một chiếc Audi A7, nàng tự mở cửa xe, sau đó nói một câu với Tô Tiểu Sán. Anh về trước đi. Điều này, .sai người còn lái xe được sao? Tô Tiểu Sán có chút chần chừ, Mộc Hàm đã say, lái xe cũng không dễ, mà Hạ Thiên không say nhưng chẳng biết lái xe. Không chạy thì không chạy. Mộc Hàm lầm bầm một câu, sau đó nàng kéo Hạ Thiên vào trong xe rồi đóng cửa lại. Tô Tiểu Sán cũng không dám quấy rầy Mộc Hàm và Hạ Thiên, hắn dứt khoát ngồi chờ trong xe, nhưng chờ rất lâu mà không thấy chiếc Audi A7 kia chạy đi, bên trong cũng chẳng có âm thanh nào. Hơn nữa kính xe cũng không thể nhìn qua, nếu không phải Tô Tiểu Sán thật sự tận mắt nhìn thấy Hạ Thiên và Mộc Hàm đi vào, hắn thậm chí không nghĩ rằng trong xe có người. Một lúc lâu sau Tô Tiểu Sán đột nhiên thấy xe hơi rung động, dần dần biên độ rung ngày càng lớn, Tô Tiểu Sán biết ngay, có lẽ là địa chấn trong truyền thuyết. Thôi bỏ, mình đi thôi. Tô Tiểu Sán quyết định không dừng lại, nếu không thì Hạ Thiên nói hắn nhìn lén cũng không tốt,
dù thực tế hắn cũng không nhìn được bất kỳ cái gì. Tô Tiểu Sán nhanh chóng lái xe bỏ đi, chiếc Audi A7 vẫn chấn động, cũng may bây giờ là trời tối, xe qua lại không thiếu nhưng chẳng ai chú ý. Đối với Hạ Thiên và Mộc Hàm trong xe thì dù có người đến xem thì bọn họ cũng không lo. Mộc Hàm sở dĩ dám to gan như vậy chẳng phải vì nàng say rượu, vì nàng biết chiếc xe này rất an toàn, người ngoài không thể nào mở cửa vào, cũng không thể nhìn thấy tình huống bên trong, thậm chí cũng không nghe thấy âm thanh bên trong, vì chiếc xe này cách âm này rất hiệu quả. Mộc Hàm uống rượu vào có chút điên cuồng, cũng tương đối chủ động, mấy ngày qua nàng được Hạ Thiên làm việc nhiều lần, vì vậy mà kỹ xảo ngày càng tiến triển thần tốc. Lúc này nàng đem tất cả ra phát huy trên người Hạ Thiên, điều này làm cho hắn được hưởng thụ sung sướng cực hạn. Không thể nghi ngờ tối nay Hạ Thiên rất sướng, nhưng cũng là một buổi tối mà có nhiều kẻ rất đau khổ. Đến khuya Diệp Mộng Oánh mới về nhà, nhưng lúc này có một nam một nữ đứng bên cạnh xe và lao đến. Diệp Mộng Oánh, con súc sinh, tao liều mạng với mày. Diệp Mộng Oánh, mày trả mạng lại cho con tao. Một nam một nữ vừa mắng vừa phóng về phía Diệp Mộng Oánh, bộ dạng muốn liều mạng. Nhưng bọn họ không thể nào tiếp cận Diệp Mộng Oánh, vệ sĩ của nàng đã ngăn lại, nhưng vệ sĩ cũng không ra tay, vì bọn họ biết một nam một nữ này là người Diệp gia. Chương 565, phản ứng dây chuyền. Nhị thúc, nhị thẩm, nửa đêm các người đến đây làm gì? Diệp Mộng Oánh khẽ hỏi, tuy hai người kia đang mắng nhưng nàng cũng không tức giận. Tức giận với loại người này là không đáng. Diệp Mộng Oánh, mày còn giải vờ cái gì nữa? Tên đàn ông mà mày tìm được đã hại chết Mộng Vân và Thiếu Kiệt, mày nghĩ rằng chúng tao không biết sao? Nhị thúc của Diệp Mộng Oánh là Diệp Chí Nghĩa, lão gào lên giống giận. Mày nhất định sẽ gặp báo ứng. Câm mồm. Một tiếng gầm giận dữ truyền đến, là một ông lão mặt mày hồng hào, đúng là Diệp Thiên Nam, lão vung tay nói. Kéo bọn họ xuống. Vâng. Đám người lên tiếng, sau đó bọn họ kéo vợ chồng Diệp Chí Nghĩa ra ngoài. Mộng Oánh, sao trở về muộn như vậy? Diệp Thiên Nam đến trước mặt Diệp Mộng Oánh, giọng nói trở nên ôn hòa. Tập đoàn đã vào quỹ đạo phát triển, cháu không cần phải khổ cực như vậy, cháu cần chú ý nghỉ ngơi. Ông nội, cháu biết rồi. Diệp Mộng Oánh khẽ lên tiếng, nàng nhìn về phía hai vợ chồng Diệp Chí Nghĩa, sau đó nàng hỏi. Ông nội, xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Diệp Thiên Nam trở nên ảm đạm. Cục công an thủ đô truyền tin đến, Thiếu Kiệt và Mộng Vân đều đã chết. Đều đã chết sao? Diệp Mộng Oánh cũng kinh hoàng, tuy nàng không có cảm tình gì với hai người kia nhưng dù sao bọn họ cũng là em họ, bọn họ chết thì nàng cũng có chút khiếp sợ. Nghe nói là dùng ma túy quá liều. Diệp Thiên Nam gật đầu, giọng điệu có chút trầm trọng. Dù thế nào thì hai người kia cũng là cháu của lão, chưa cần nói bọn họ làm ra chuyện quái quỷ gì. Bây giờ bọn họ chết thì người làm ông như lão cũng rất khó chịu. Diệp Mộng Oánh có chút mơ hồ. Nhị thúc và nhị thẩm chạy đến mắng cháu làm gì? Nghe lời của bọn họ thì việc này giống như có liên quan đến Hạ Thiên sao? Bọn họ nghe nói Hạ Thiên ở thủ đô, vì vậy mà cho rằng Hạ Thiên đã ra tay, không cần quan tâm đến bọn họ. Diệp Thiên Nam lắc đầu, lão trầm ngâm một lúc rồi nói. Mộng Oánh, có chuyện ông muốn cháu tự mình đi làm. Ông nội. Có chuyện gì? Diệp Mộng Oánh vội hỏi. Diệp Thiên Nam khẽ thở dài. Dù là thế nào thì Thiếu Kiệt và Mộng Vân cũng là người Diệp gia, cháu đến thủ đô xử lý chuyện hậu sự của bọn họ đi. Vâng, ông nội, chuyện này, chẳng phải để nhị thúc đi làm sẽ thích hợp hơn sao? Diệp Mộng Oánh không nhịn được phải nói. Nếu để bọn họ đi thì chẳng biết sẽ còn phát sinh chuyện gì, cháu đi thì ông yên tâm hơn, không cần làm phức tạp, chỉ cần đưa cho cốt về là được. Diệp Thiên Nam chậm rãi nói. Diệp Mộng Oánh có chút lo lắng. Nhưng, nhị thúc có đồng ý không? Điều này cháu không cần lo, cháu cứ sắp xếp đi, ngày mai đến thủ đô. Diệp Thiên Nam có vẻ tính trước mọi thứ. Vâng, được rồi, ông nội, cháu sẽ đi ngay. Diệp Mộng Oánh đồng ý, ban ngày nàng nói với Hạ Thiên, nàng nghĩ mình sẽ đến thủ đô gặp hắn, 3 giờ xem ra ngày mai nàng có thể thấy hắn rồi. Diệp Mộng Oánh định điện thoại cho Hạ Thiên, nhưng nàng suy nghĩ một lúc rồi thôi, nàng quyết định sẽ cho hắn một niềm vui bất ngờ. Khoảnh khắc này ở một chỗ trong thành phố Giang Hải, Cao Nhân Hiên đang điện thoại. Triệu công tử, Danh Dương đã xảy ra chuyện. Giọng điệu của Cao Nhân Hiên rất căm phẫn, con trai của lão lại chết đi một cách không rõ ràng. Giọng nói của Triệu công tử rất trôi chảy. Tôi biết rồi, tôi sẽ cho người xử lý hậu sự cho cậu ta. Triệu công tử,
tôi chỉ muốn biết, có phải Danh Dương dùng ma túy quá liều hay không? Cao Nhân Hiên cắn răng nói. Giọng điệu của Triệu Công Tử vẫn rất bình tĩnh. Kết luận sơ bộ của cảnh sát là như vậy. Nhưng Danh Dương không dùng ma túy. Cao Nhân Hiên hầu như hô lên. Triệu Công Tử, anh nhất định cũng biết rõ vì sao Danh Dương chết, anh nói cho tôi biết, có phải Hạ Thiên làm không? Tôi biết Hạ Thiên đang ở thủ đô. Hạ Thiên thật sự ở thủ đô, nhưng tôi thấy sự việc này chưa chắc có liên quan đến cậu ta. Triệu Công Tử thản nhiên nói. Tôi thấy anh đừng nên suy nghĩ quá nhiều, tôi sẽ cho người điều tra. Triệu Công Tử, anh nhất định phải giết Hạ Thiên báo thù cho Danh Dương. Cao Nhân Hiên nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu thật sự là Hạ Thiên làm, tôi sẽ cho hắn phải trả giá. Triệu Công Tử vẫn rất bình thản, có thể thấy hắn không quan tâm đến vấn đề này. Cao Nhân Hiên cũng không ngốc, lão có thể nghe thấy giọng điệu qua loa của Triệu Công Tử, vì vậy mà giọng điệu lập tức trở nên xúc động và tức tối. Triệu Công Tử, có phải anh căn bản không muốn đối phó với Hạ Thiên không? Tôi nghe nói Hạ Thiên và Yêu Yêu có quan hệ không tệ. Câm mồm! Triệu Công Tử đột nhiên gầm lên. Việc này còn chưa đến lượt ông chen vào. Triệu Công Tử, tôi chỉ muốn lấy lẽ phải cô con mình, tôi chỉ có một đứa con. Cao Nhân Hiên tức tối đã đánh mất lý trí, lão gầm lên trong điện thoại. Chỉ cần Danh Dương được báo thù, tôi sẽ làm được tất cả mọi chuyện. Ông uy hiếp tôi sao? Triệu Công Tử lạnh lùng hỏi. Cao Nhân Hiên nghe nói như vậy thì lập tức vã mồ hôi lạnh, lão lập tức tỉnh táo lại, giọng điệu cũng rất sợ hãi. Triệu Công Tử, anh hiểu lầm rồi, tôi thật sự không nghĩ như vậy, chẳng qua tôi chỉ có chút kích động mà thôi. Được rồi, tôi hiểu tâm tình của anh, tôi đã đồng ý với anh, sẽ điều tra sự kiện của Danh Dương, dù là ai làm tôi cũng sẽ báo thù. Giọng điệu của Triệu Công Tử hòa hoãn trở lại. Tôi hiểu, cảm ơn Triệu Công Tử. Cao Nhân Hiên ở bên kia liên tục gật đầu. Được rồi, thời gian đã muộn, anh cũng sớm nghỉ ngơi thôi. Triệu Công Tử khẽ nói một câu, sau đó hắn cúp điện thoại. Nhưng Triệu Công Tử cũng không phải nghỉ ngơi, hắn nhanh chóng bấm một số máy. Giải quyết Cao Nhân Hiên, làm sạch sẽ một chút. Sáng sớm ngày hôm sau, đối diện với quán ba vẫn là một chiếc Audi A7. Mộc Hàm chậm rãi mặc quần áo một cách tử tế. Sau đó nàng từ phía sau bò đến vị trí tay lái. Khi nhớ đến tình cảnh điên cuồng của mình tối hôm qua mà hai gò má nàng đỏ bừng bừng giống như phát sốt, trước kia nàng thấy người ta chơi bời, trong xe thì cực kỳ bực bội, không ngờ tối qua nàng lại làm vài cái. Cũng không biết có phải vì hoạt động quá nhiều và ra mồ hôi như tắm hay không mà Mộc Hàm đã tỉnh rượu, hơn nữa cũng không có bất kỳ di chứng nào sau khi say rượu. Bây giờ nàng cảm thấy rất tốt, thậm chí tinh thần còn tốt hơn lúc bình thường. Căn bản không giống như uống rượu mạnh và ngồi trên người đàn ông rằng co cả tối. Mộc Hàm nhìn đồng hồ, gần 7 giờ, nàng nhớ hôm nay còn có việc cần làm, vì vậy khởi động xe phóng đi. Khi vừa chạy được vài km thì bên cạnh vang lên âm thanh quen thuộc. Vợ, đi đâu đấy? Mộc Hàm chợt sững sờ, nàng đảo mắt nhìn và phát hiện Hạ Thiên đã ăn mặc chỉnh tề và ngồi ngay bên cạnh, vì vậy mà không khỏi ngạc nhiên. Chồng, cậu tỉnh lại từ khi nào? Vừa rồi Mộc Hàm cố ý không muốn quấy rầy Hạ Thiên, nàng muốn hắn ngủ thêm một lát. Nào ngờ hắn đã tỉnh, hơn nữa còn mặc quần áo và ngồi bên cạnh không một tiếng động, nàng không sinh ra cảm giác nào. Chương 566, căn cứ của địa tổ. Chị vừa lái xe thì tôi đã tỉnh rồi. Hạ Thiên nhìn lướt qua Mộc Hàm, hắn không khỏi có chút tiếc nuối, sao vợ mặc quần áo rồi. Mộc Hàm thấy ánh mắt nóng bỏng của Hạ Thiên thì trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Nhưng nàng cảm thấy vui vẻ, đối với một người phụ nữ bình thường thì được đàn ông của mình nhìn như vậy là một chuyện tốt. Chồng, chúng ta về nhà một chuyến, tôi muốn tắm rửa thay quần áo, sau đó đến địa tổ một chuyến. Mộc Hàm vừa lái xe vừa nói kế hoạch với Hạ Thiên. Tôi đã đồng ý với Mị Nhi, sẽ làm tổ trưởng địa tổ, xem như hôm nay chính thức nhận chức. À, tôi đi cùng chị. Hạ Thiên đón lời nói. Đến đó thấy Tôn Bác Phủ thì tôi sẽ xử lý. Chồng, Tôn Bác Văn không nhất định sẽ ở chỗ địa tổ. Mộc Hàm nhắc nhở Hạ Thiên một câu. Nếu không có thì coi như hắn may mắn. Hạ Thiên thuận miệng nói, rõ ràng nếu Tôn Bác Văn có mặt thì coi như xui xẻo. 9 giờ sáng, trong một khu vực nằm dưới sự quản lý quân sự. Một trường bắn lộ thiên có tập trung vài chục người, nhóm người có nam có nữ, 20-30 tuổi chiếm đa số, nhưng cũng có những người trung niên. Nói chung là những người này ăn mặc không giống nhau. Có người mặc toàn hàng hiệu,
nhìn có vẻ là công tử nhà phú hào, cũng có người mặc một bộ đồ như hàng vỉa hè. Đám người này tụ tập một chỗ, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy mơ hồ chia làm hai phái, một phái do một người đàn ông đeo kính mắt cầm đầu, phía sau người này lại có mười mấy người, vẻ mặt ai cũng ngưng trọng. Một phái còn lại có nhân số tương đối nhiều, vẻ mặt ai cũng tương đối thoải mái. Tên đàn ông đeo kiếm không phải ai khác mà chính là Tôn Bác Văn, phía sau hắn là mười mấy người địa tổ, dĩ nhiên đây là những thành viên trước kia đã cùng hắn phục kích Mị Nhi ở Giang Hải, là thủ hạ tâm phúc của hắn. Vài ngày trước vào ngày Tết Trung Thu, vì nguyên nhân bất đắc dĩ mà Tôn Bác Văn không thể không tập kích Mị Nhi. Tuy lúc đó Mị Nhi đã nhảy xuống tòa nhà, biến mất trong tầm mắt nhưng hắn cũng không biết Mị Nhi có còn sống hay chăng. Hắn nghĩ dù Mị Nhi còn sống cũng là một phế nhân, nàng không còn là Mị Nhi của Thiên Tổ, lúc đó sẽ chẳng còn vấn đề gì. Nhưng sự việc lạ vượt qua dự đoán của Tôn Bác Văn, không những Mị Nhi về thủ đô mà không có chuyện gì, hơn nữa còn được quản lý Thiên Tổ. Điều làm hắn cảm thấy khó tưởng chính là Hạ Thiên đã đuổi giết đến tận thủ đô, đã làm cho Lý Gia chao đảo. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi mà Lý Gia xếp thứ hai ở thủ đô gần xem như tiêu vong, điều này cũng xem như minh hữu Lý Gia không còn sự trợ giúp gì cho Tôn Gia. Từ lúc này Tôn Gia bắt đầu thề thốt phủ nhận, sau đó bọn họ bắt đầu lén lút ra tay, cố gắng làm cho Mị Nhi rời khỏi địa vị tổ trưởng Thiên Tổ. Trong mắt Tôn Gia thì Mị Nhi không có bối cảnh hùng mạnh, chỗ dựa duy nhất của nàng chính là tổ trưởng Thiên Tổ Triệu Minh Phong. Nhưng bây giờ Triệu Minh Phong chẳng biết đang ở đâu, Mị Nhi coi như mất đi chỗ dựa. Dưới tình huống này nếu muốn đuổi nàng ra khỏi chiếc ghế tổ trưởng Thiên Tổ thì không khó, nhưng Tôn Gia lại phát hiện mình chẳng làm gì được. Lúc này Tôn Gia mới ý thức được sự kiện không đơn giản như những gì bọn họ nghĩ, đã có người muốn Mị Nhi lên kế nhiệm chức vụ tổ trưởng Thiên Tổ thay cho Triệu Minh Phong. Lúc này Lý Gia lại suy sụp, người có năng lực như vậy chỉ có thể là Triệu Gia. Tôn Gia cảm thấy sự việc là Triệu Gia âm thầm ra tay, vì vậy mà cực kỳ không ổn, lập tức muốn Tôn Bác Văn tránh khỏi nơi đầu sóng ngọn gió, dùng danh nghĩa chấp hành nhiệm vụ mà rời khỏi thủ đô đi nước ngoài. Những thành viên trước kia tập kích Mị Nhi cũng được điều đi. Nhưng Tôn Bác Văn cũng không nghĩ là như vậy, tránh né cũng chẳng phải biện pháp tốt, dù hắn có tránh được một ngày cũng khó tránh cả đời. Hơn nữa gia nghiệp Tôn Gia ở thủ đô, dù hắn trốn thì Tôn Gia có thể trốn sao? Đồng thời nếu Tôn Bác Văn trốn ra nước ngoài, nếu Thiên Tổ muốn thì vẫn có thể tìm đến được. Vì vậy hắn quyết định không muốn trốn, hắn ra vẻ như thường, coi như sự việc đêm Trung Thu chưa từng phát sinh. Vài ngày trôi qua, Tôn Gia thấy Mị Nhi không có bất kỳ động tĩnh gì thì thầm thở ra. Nhưng ngay sau đó bọn họ đã phát hiện mình vui sướng quá sớm, Mị Nhi đột nhiên đề xuất cho một người làm tổ trưởng địa tổ, lúc này Tôn Gia mới ý thức được Mị Nhi chuẩn bị cướp địa tổ khỏi tay mình. Nhưng mãi đến lúc này Tôn Bác Văn vẫn chưa biết tổ trưởng địa tổ là ai, vì Mị Nhi chưa từng để lộ ra thân phận của người kia. Hắn chỉ biết tổ trưởng địa tổ kia sẽ đến trụ sở huấn luyện này, tất nhiên cũng vì vậy mà tất cả thành viên chính thức của địa tổ ở thủ đô đều nhận được thông báo và đến đây báo danh. Lúc này Tôn Bác Văn đang chờ vị tổ trưởng kia đến, hắn muốn dùng hành động thực tế để nói cho vị tổ trưởng kia biết, dù có được sự hỗ trợ của Mị Nhi thì cũng chỉ là con rối ở địa tổ mà thôi, địa tổ vẫn nằm dưới sự khống chế của Tôn Bác Văn hắn. Đến rồi. Đúng lúc này có một người khẽ nói. Tôn Bác Văn dương mắt nhìn về phía xa, hắn thấy một chiếc Audi A7 đang chạy về phía bên này, tốc độ xe không nhanh không chậm, giống như nói rõ chủ nhân cũng không gấp. Vài chục giây sau cuối cùng xe cũng dừng lại, một người đẹp tóc vàng hiện ra trước mặt mọi người. Người phụ nữ này mặc một bộ tây trang nhưng không thể che giấu được tư thái hoàn mỹ, gương mặt xinh đẹp càng làm cho đám đàn ông ở đây cảm thấy kinh ngạc. Vẻ mặt Tôn Bác Văn chợt biến đổi, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, sao lại là cô ta? Thật ra không riêng gì Tôn Bác Văn cảm thấy như vậy, những thành viên khác của địa tổ cũng cảm thấy buồn bực. Bọn họ đều biết người đẹp tóc vàng kia là ai. Đó là một trong bốn đóa hoa nổi tiếng thủ đô, trước kia từng là đặc công Long Tổ, là Mộc Hàm từng có quan hệ mật thiết với Triệu Gia. Nhưng vấn đề là bọn họ cũng biết rõ trước đó không lâu Triệu Gia đã bắn tiếng nói rằng Mộc Hàm không có bất kỳ mối liên hệ nào với bọn họ, hơn nữa Mộc Hàm cũng vừa bị trục xuất khỏi Long Tổ, trên danh nghĩa là nghỉ hưu non, thực tế là bị đuổi. Một thành viên bị đuổi khỏi Long Tổ, như vậy sao có thể là tổ trưởng của địa tổ? Đúng lúc này trên xe lại có một người bước xuống. Khi thấy người này thì vẻ mặt Tôn Bác Văn càng biến đổi lớn. Hạ Thiên, lại là Hạ Thiên. Trong lòng Tôn Bác Văn chợt bùng sóng, chẳng lẽ Hạ Thiên là tổ trưởng địa tổ, là Hạ Thiên thật sao? Tuy Tôn Bác Văn cảm thấy điều này là khó tưởng,
nhưng nếu so sánh với Mộc Hàm thì hắn cảm thi Aos Hạ Thiên làm tổ trưởng địa tổ sẽ thích hợp hơn. Vì hắn biết Hạ Thiên có thực lực siêu cường đủ để đánh bại bất kỳ người nào. Chương 567, Bác Văn chính thức. Vẻ mặt đám người địa tổ cũng có biến đổi rất khác biệt, những người này đều là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên, nhưng trước đó cũng không hát Perry chưa từng nhìn thấy Hạ Thiên. Vì bọn họ đã từng xem qua ảnh của Hạ Thiên, còn chút chuyện giữa Mộc Hàm và Hạ Thiên cũng được rất nhiều người nghe thấy, bây giờ hai người bọn họ xuất hiện cùng một lúc, hơn nữa còn thân mật tay trong tay. Khoảnh khắc này đám người không nhịn được phải nghi ngờ Hạ Thiên sẽ là tổ trưởng địa tổ, vì vậy mà trong lòng không khỏi thầm nói, người này đúng là hào hứng, dám đảm đương chức vụ tổ trưởng, hơn nữa còn mang người đẹp đi theo, không phải khoe khoang đấy chứ. Đúng lúc này một âm thanh dễ nghe truyền vào trong tai mọi người. Tôi là Mộc Hàm, bắt đầu từ bây giờ tôi là tổ trưởng địa tổ, tất cả hành động của địa tổ đều phải nhận được sự cho phép của tôi. Tôn Bác Văn và đám người nghe thấy như vậy thì ngẩn người. Thì ra tổ trưởng không phải là Hạ Thiên, thật sự là đóa hoa thủ đô Mộc Hàm kia sao? Một lát sau Tôn Bác Văn cuối cùng cũng kịp phản ứng, hắn đi về phía trước một bước rồi nhìn Mộc Hàm mỉm cười nói. Tuy chúng tôi biết có một tổ trưởng sắp đến nhận chức, nhưng tổ trưởng là ai thì chúng tôi không rõ, cô nói mình là tổ trưởng, cô có bằng chứng gì không? Mộc Hàm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tôn Bác Văn, nàng biết rõ đây là hắn cố ý cho nàng một đòn phủ đầu, vì dù là nàng hay hắn cũng biết một chuyện. Không ai dám vào đây giả mạo thân phận tổ trưởng địa tổ. Này, Tôn Bác Phú, chú sắp chết đến nơi mà còn quan tâm nhiều chuyện như vậy làm gì? Hạ Thiên đột nhiên nói một câu, khoảnh khắc này tất cả sức chú ý của tất cả mọi người đều chuyển lên hắn. Tôn Bác Văn cũng di chuyển ánh mắt lên người Hạ Thiên, giọng điệu của hắn rất bình tĩnh. Hạ Thiên, xem ra phải nhắc nhở cậu một câu, tôi là Tôn Bác Văn, không phải là Tôn Bác Phú. Bây giờ tôi rất khỏe mạnh, có thể ăn có thể ngủ. Dù sống 30 năm nữa cũng không có vấn đề, vì vậy tôi cũng không muốn chết. À, nếu cậu đã thích làm Tôn Bác Văn thì tôi cho cậu thành Tôn Bác Văn chính thức. Hạ Thiên đột nhiên tung một quyền về phía Tôn Bác Văn. Đám người địa tổ chợt giật mình, người này vừa bắt chuyện đã đánh sao? Đây là căn cứ của địa tổ, người này có phải quá kiêu ngạo rồi không? Hạ Thiên, cậu muốn làm gì? Tôn Bác Văn nghiêm nghị quát lớn, hắn vội vàng trốn tránh. Hạ Thiên không nói lời nào nhưng lại đẩy mạnh tốc độ công kích, hắn đã từng giao thủ với Tôn Bác Văn một lần, hắn biết rõ thực lực của đối phương là không tệ, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, không cho đối phương cơ hội. Mọi người chỉ thấy một bóng người vây quanh Tôn Bác Văn nhưng không thấy hình dáng cụ thể, bọn họ miễn cưỡng thấy Tôn Bác Văn tránh né, điều này gián tiếp chứng minh Tôn Bác Văn căn bản không nhanh bằng Hạ Thiên. Điều này cũng quá bình thường, lần trước khi Hạ Thiên đụng mặt thì Tôn Bác Văn cũng không phải là đối thủ. Lúc này Hạ Thiên lại gặp nhiều kỳ ngộ, công lực đột nhiên tăng mạnh, thực lực giữa hai người đã có khác biệt rất lớn. Bây giờ đối với Hạ Thiên thì Tôn Bác Văn căn bản không chịu nổi một đòn. Bốp, bốp, vài tiếng trầm đục vang lên, Hạ Thiên hầu như đánh trúng vài bộ vị trên người Tôn Bác Văn cùng một lúc, cuối cùng hắn còn đấm mạnh lên đan điền Tôn Bác Văn. Tôn Bác Văn rên thảm một tiếng, hắn văng ra phía sau và ngã xuống đất. Tôn thiếu gia, anh không sao đấy chứ? Một người đàn ông trẻ tuổi vội vàng chạy đến, người này là đệ tử Tôn gia, tất nhiên hắn sẽ rất quan tâm đến Tôn Bác Văn. Tôn Bác Văn vùng vẫy đứng lên, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt rất tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Hắn nhìn Hạ Thiên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hạ Thiên, mày đã làm gì với tao? À, anh cho chú biến thành Tôn Bác Văn chính thức. Hạ Thiên tỏ vẻ rất hời hợt. Chú đã thích làm Tôn Bác Văn, không thích Vũ. Vậy anh phế đi công lực của chú, cho chú thành Bác Văn chính thức. Mày dám phế đi công lực của tao sao? Tôn Bác Văn cắn răng, hắn hầu như giống lên tức giận. Hạ Thiên, tao với mày có thù oán lớn như vậy sao? Tất nhiên là có. Hạ Thiên gật đầu. Chú ngu ngốc quá, dám giết vợ anh, tất nhiên anh phải xử lý chú. Hạ Thiên nói đến đây thì ngáp một cái. Vì anh sắp cho chú lên dĩa. Vì vậy chú không thể sống thêm 3 năm 10 năm gì đó, chú chỉ còn có thể được ở lại 3 năm phút đồng hồ mà thôi. Này, chú có gì ngôn gì không? Có thì mau nói đi. Hạ Thiên, mày đừng quá kiêu ngạo. Một tiếng gầm vang lên, kẻ lên tiếng chính là tên đàn ông vừa chạy về phía Tôn Bác Văn. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn đối phương. Chú là khỉ sao? Chú gào lên với ai vậy? Mày mới là khỉ, tao là Tôn Báo. Người đàn ông kia nổi giận. Hạ Thiên rất buồn bực.
nói chú là khỉ là tán thưởng rồi đấy, chú kích động như vậy để làm gì? Mọi người không biết nói gì hơn, nói người ta là khỉ mà đã là tán thưởng rồi sao? Hừ, mày cảm thấy làm khỉ tốt, sao không tự mình làm khỉ đi? Tôn Báo tức giận mắng. Hạ Thiên lại lắc đầu. Anh không cảm thấy làm khỉ là tốt, nhưng các người họ Tôn, khỉ thì cũng là khỉ mà thôi, Tôn gia nhà các người chẳng phải lợi hại nhất là một con khỉ sao? Mộc Hàm cười hì hì, nàng nói. Chồng nói đúng, Tôn gia lợi hại nhất có thể không phải là khỉ, nhưng người ta không phải là khỉ tầm thường, mà là vua khỉ nổi danh đỉnh đỉnh, là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Vợ, cũng là chị thông minh. Hạ Thiên cười hì hì nói. Cuối cùng tôi cũng biết vì sao đám người này rất vô dụng, vì bọn họ dám ghét bỏ tổ tiên lợi hại nhất của mình, đúng là đám con cháu không ra hồn. Hai người Hạ Thiên và Mộc Hàm kẻ sướng người họa làm cho Tôn Báo tức giận đến mức thiếu chút nữa ói máu, hắn đột nhiên gầm lên giận dữ rồi đánh về phía Hạ Thiên. Đám người cùng xông lên đánh đôi cẩu nam nữ này. Tôn Báo là người đầu tiên phát động thế tấn công với Hạ Thiên, mà 10 tên thủ hạ của Tôn Bác Văn cũng có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn tấn công. Từ khi đám người bọn họ cùng nhau phục kích Mị Nhi thì đã kết hợp lại tạo thành một chỉnh thể không gì phá nổi, có thể nói là cùng chung vinh nhục, vì thế bây giờ bọn họ có chung một mối thù. Hạ Thiên đang muốn đánh văng đám người này thì Mộc Hàm ở bên cạnh đã nói. Chồng, để cho tôi. Mộc Hàm có một cơ hội lập uy, nàng tin trong địa phương này của địa tổ, muốn để người khắc phục thì không thể nào chỉ dựa vào vẻ đẹp bề ngoài. Chỉ có thực lực mạnh mới làm người ta thần phục. Vì vậy nàng muốn biểu hiện thực lực của mình, tất nhiên nàng cũng có lòng tin đánh bại đám người này. Được rồi, cho vợ chơi đùa. Hạ Thiên lách mình ra phía sau, Mộc Hàm lập tức đón đầu tấn công. Chương 568, Mộc Hàm lập uy. Mộc Hàm vẫn cho rằng một người võ công có cao cường hay không thì sức mạnh có tác dụng quyết định, sau đó là tính linh hoạt, còn kỹ xảo chiến đấu tuy cũng rất quan trọng nhưng nếu nói theo hướng khách quan thì cũng không quan trọng bằng hai thứ kia. Nếu kỹ xảo đánh đấm cao, thân thủ linh hoạt nhưng sức mạnh không đủ, như vậy sẽ khó tạo nên đòn chí mạng cho đối thủ, nhìn thì có vẻ chiếm thượng phong nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng lại bị đối thủ đánh bại. Giống như một đứa bé linh hoạt đánh nhau với một người lớn thô kệch, có thể mỗi lần tấn công đều tạo nên thương tổn cho người lớn, dù người lớn không linh hoạt nhưng chỉ cần đánh chúng một đấm, đứa bé cũng thua ngay. Tất nhiên nếu lực lượng, tốc độ và kỹ xảo đều mạnh, như vậy sẽ rất hoàn hảo. Lực lượng không mạnh chính là điều kiện xấu của Mộc Hàm trước kia, vì không đủ lực lượng nên khi nàng còn ở Long Tổ, nếu đánh sáp lá cả nàng sẽ không bằng đối phương. Vì vậy lúc đó nàng chú trọng vào kỹ thuật bắn súng, điều này làm cho kỹ thuật dùng súng của nàng mạnh hơn so với người khác. Nhưng bây giờ tình huống này đã không còn, từ khi Hạ Thiên giúp Mộc Hàm tẩy thủy, sau khi thân thể được cải tạo thì bên trong có được một luồng chân khí khổng lồ nhưng không tính là quá nhiều. Vì nó mà lực lượng của nàng tăng mạnh, ít nhất cũng gấp 10 lần so với trước kia. Bây giờ Mộc Hàm lại học xong phiêu miểu bộ, đây là bộ pháp thần kỳ làm cho hành động của nàng trở nên linh hoạt, tốc độ cũng nhanh hơn so với trước kia. Hơn nữa khi còn ở Giang Hải thì nàng đã từng học qua quyển sách, Gái đánh người, ngày hôm qua nàng được Hạ Thiên chỉ dạy cho các kỹ xảo, bây giờ nàng có thể nói là có đủ sức mạnh, linh hoạt và kỹ xảo, vì vậy nàng mới có lòng tin đánh bại đám người địa tổ này. Tôn Báo phát hiện đối thủ của mình chuyển biến từ Hạ Thiên thành Mộc Hàm, hắn không khỏi có chút sững sốt, trong lòng lập tức bùng lên suy nghĩ ác độc. Nếu Hạ Thiên đã không ra tay thì trước tiên chào đạp người phụ nữ của hắn một lượt. Đều là người Tôn gia, Tôn Báo không những thấy Tôn Bác Văn bị Hạ Thiên phế bỏ công lực, hơn nữa còn bị mắng một trận, điều này làm Tôn Báo cảm thấy ngột ngạt, vì vậy hắn muốn ra tay giải tỏa cơn tức. Muốn làm nhục một người đàn ông thì chỉ cần làm nhục người phụ nữ của hắn là được. Đây là nhục nhã lớn nhất của đàn ông, vì vậy khi thấy Mộc Hàm đứng ra thì Tôn Báo cảm thấy rất vui sướng. Hạ Thiên, ông muốn chúng chơi con đàn bà này của mày. Tôn Báo có suy nghĩ này, vì vậy hắn còn ảo tưởng ra tình cảnh sung sướng kia, đồng thời cũng nhào về phía Mộc Hàm. Động tác của Tôn Báo rất mau lẹ, tuy hắn không phải con cháu trực hệ của Tôn gia, chỉ là người nổi bật của một chi, nhưng dù sao hắn cũng được vào địa tổ, như vậy đủ chứng minh thực lực của hắn. Khoảnh khắc khi Tôn Báo nhào đến trước mặt Mộc Hàm thì đấm ra một quyền, một đấm phóng đi, tất nhiên hắn sẽ nhắm vào bộ ngực sữa cao ngất của nàng. Điều này làm cho đám thành viên địa tổ đang đứng bàng quan cảm thấy rất quá phận, chiêu thức kia của Tôn Báo quá hạ lưu, nếu ở trong tình cảnh sống chết và dùng chiêu kia bảo vệ tính mạng thì không gì đáng trách, nhưng đây là trụ sở huấn luyện của địa tổ, đối thủ của Tôn Báo là tổ trưởng mới của địa tổ, vì vậy trận chiến này chỉ có thể được gọi là bàn luận,
cũng không tính là chiến đấu sống chết. Trong mắt Mộc Hàm lóe lên cái nhìn tức giận, nàng vốn còn muốn hạ thủ lưu tình, chỉ cần đánh bại Tôn Báo là được, nào ngờ đối phương tấn công xấu xa như vậy, đúng là muốn chết. Mộc Hàm đạp phiêu miểu bộ biến mất trong tầm mắt của Tôn Báo, nàng dùng tốc độ nhanh nhất đến sau lưng đối phương, sau đó tung ra một đấm. Tôn Báo còn đang đắc ý, đang ảo tưởng có thể đấm trúng bộ ngực khủng bố và mềm mại của Mộc Hàm. Nào ngờ Mộc Hàm lại biến mất, đến khi hắn cảm thấy không đúng thì trên lưng đã trúng một đấm khá mạnh, hắn không tự chủ được phải ngã về phía trước. Nếu vừa rồi Tôn Báo không sử dụng thủ đoạn xấu xa thì Mộc Hàm sẽ buông tha, nhưng lúc này nàng đã bị chọc giận, vì vậy nàng không bỏ qua. Nàng lóe lên phóng đến bên cạnh Tôn Báo, nàng tung một đá, Tôn Báo bị đá lên cao vài mét. Sau đó nàng lại tung đá trúng vào một bộ vị mấu chốt nào đó của đối phương. Á! Tôn Báo gào lên thảm thiết, đám người vây quanh đều cười lạnh, người đẹp tóc vàng này rất đẹp nhưng ra tay cũng rất ác, sợ rằng Tôn Báo kia nửa đời sau đừng hòng còn có năng lực đàn ông. Tự mình chuốc lấy khổ cực. Mộc Hàm hừ lạnh một tiếng, nàng quả thật ra tay rất hung ác, nếu nàng không ác thì sau này đám đàn ông tưởng có thể đùa giỡn, nàng muốn đám đàn ông biết rõ, Mộc Hàm nàng không phải thứ cho bọn họ đùa giỡn. Trên đời này chỉ có một người đàn ông được đụng vào nàng, đó là Hạ Thiên. Tôn Báo ngã nặng nề xuống đất, vẻ mặt đau khổ, cuối cùng cũng không thể đứng lên. Mộc Hàm cũng không quan tâm đến Tôn Báo, nàng nhìn về phía mười mấy người còn lại rồi lạnh lùng nói. Các người còn muốn ra tay nữa không? Muốn thì cứ nói, tất cả cùng lên đi. Đám người này vốn chuẩn bị cùng Tôn Báo vây công Hạ Thiên, nào biết đối thủ là Mộc Hàm, vì vậy bọn họ có chút do dự. Dù sao nhiều người cùng tấn công một người phụ nữ, dù thắng cũng không vẻ vang gì, nhưng bọn họ cũng không ngờ Tôn Báo bị đánh thảm như vậy. Sau khi nghe những lời của Mộc Hàm thì đám người kia có chút tức giận nhưng vẫn không ra tay, dù sao thì mười mấy người đàn ông đánh một người phụ nữ cũng quá mất mặt. Sao, không dám à? Trong lời nói của Mộc Hàm có chút hương vị trào phúng, nàng không thích gây chuyện nhưng hôm nay phải khiêu khích, nàng cần lập uy, cần có người làm đá đặt chân cho nàng. Mộc Hàm khiêu khích cuối cùng cũng chọc giận đám người, một người không nhịn được phải mở miệng. Mộc Hàm, cô đừng quá kiêu ngạo, chúng tôi thấy cô là phụ nữ, không muốn ra tay. Phải không? Mộc Hàm có chút khinh thường. Vậy khi các người cùng phục kích Mị Nhi, sao không nghĩ rằng Mị Nhi là phụ nữ? Mộc Hàm, cô đừng ngậm máu phun người. Vẻ mặt đám người chợt biến đổi, một người trong số đó dùng giọng nghiêm nghị quát lớn, tất nhiên bọn họ sẽ không thừa nhận sự kiện kia. Dám làm không dám chịu, không xứng là đàn ông. Mộc Hàm nói với vẻ mặt khinh thường. Bị một người phụ nữ nói mình không xứng là đàn ông thì cũng quá đủ một ngạt, tất nhiên bị một người phụ nữ xinh đẹp nói mình không xứng là đàn ông thì càng khó chịu hơn. Lúc này đám người bị Mộc Hàm chọc giận, vì thế bọn họ không chịu đựng được nữa, một người quát lên tức giận. Cùng tiến lên, để cho cô ta biết cái gì là đàn ông. Mười mấy người lập tức đánh về phía Mộc Hàm không chút do dự. Khoảnh khắc sau bọn họ đã vây quanh nàng, sau đó phát động thế tấn công. Nhưng đúng lúc này bọn họ lại phát hiện Mộc Hàm biến mất không thấy đâu. Chương 569, Mộc Hàm hùng mạnh. Á! 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 Những tiếng kêu đau đớn vang lên liên tiếp, chỉ trong hơn vài phút ngắn ngủi thì mười mấy người đã xuống đất, Mộc Hàm ra tay quá nặng, trực tiếp làm cho đám người mất đi năng lực chiến đấu. Những thành viên địa tổ đang đứng bàng quan cũng trợn mắt há mồm, điều này. Sao lại quá mạnh như vậy? Bọn họ trước đó đều đã nghe qua thanh danh của Hạ Thiên, ai cũng biết người này rất hùng mạnh, nếu hắn đánh ngã đám người kia trong thời gian như vậy thì bọn họ sẽ tiếp nhận. Nhưng bọn họ cũng biết rõ Mộc Hàm, trong ấn tượng của đám người thì Mộc Hàm nổi tiếng không phải vì thân thủ mà chính vì thân hình và gương mặt, còn có mái tóc màu vàng. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn mà Mộc Hàm đã đánh bại được nhiều người địa tổ, điều này. Còn ai dám nói thân thủ của Mộc Hàm chỉ bình thường? Khoảnh khắc này Mộc Hàm nhìn đám người trên đất mà có chút ngây người, vì nàng không ngờ mình trở nên mạnh mẽ như vậy. Bây giờ nàng biết mình lợi hại hơn trước kia rất nhiều, chẳng qua trước đó nàng cùng luyện võ với Hạ Thiên, sự chênh lệch giữa nàng và hắn là quá xa, vì vậy nàng cũng không nghĩ rằng mình đã thật sự lợi hại. Nhưng bây giờ, sau một trận chiến Mộc Hàm mới chính thức hiểu mình không còn là một Mộc Hàm đặc công bình thường của Long Tổ, một Mộc Hàm không đánh lại kẻ nào. Bây giờ nàng có thể đánh ngã hơn 10 thành viên của Long Tổ một cách đơn giản, thậm chí nàng còn tin, chỉ cần đánh tay đôi thì nàng sẽ có thể đánh ngã tất cả. Chồng, anh đúng là lợi hại. Sau khi Mộc Hàm lấy lại tinh thần thì cũng không quan tâm bên cạnh có bao nhiêu người nhìn mình,
nàng nhào lên người Hạ Thiên rồi chủ động hôn cuồng nhiệt. Một người biết mình lợi hại thì không đáng nói, mà chỗ lợi hại của Hạ Thiên chính là có thể biến người khác trở nên mạnh mẽ chỉ trong thời gian ngắn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà thực lực của Mộc Hàm đã hơn trước gần chục lần. Đám người địa tổ thấy Mộc Hàm và Hạ Thiên hôn nhau mà không khỏi đưa mắt nhìn nhau, hai người này đúng là quá hùng mạnh, ngay cả chỗ này cũng thân mật với nhau như vậy sao? Cũng không thiếu đàn ông hâm mộ Hạ Thiên, người này đúng là quá có phúc, Mộc Hàm là phụ nữ cực phẩm, người như vậy cũng có thể nắm vào trong tay, điều này đúng là người bình thường khó làm được. Lần này hai người hôn nhau không quá lâu, Mộc Hàm đã từng có bài học, nàng nhanh chóng rời khỏi cái ôm của Hạ Thiên, nếu không lỡ may Hạ Thiên cởi đồ nàng ra thì rất phiền, nơi này dù sao cũng không phải trong nhà. Mộc Hàm quét mắt nhìn mọi người, nàng khẽ hỏi. Còn có ai muốn bằng chứng nữa không? Không ai trả lời. Điều này cũng bình thường, khi thấy kết cục của những người kia thì còn ai dám Mộc Hàm lấy ra bằng chứng. Bọn họ cũng biết Mộc Hàm không thể nào giả danh tổ trưởng địa tổ, cái gọi là bằng chứng chẳng qua cũng chỉ vì muốn gây phiền phức cho nhau mà thôi, nhưng bây giờ ai dám gây phiền cho Mộc Hàm. Mộc Hàm, thân là tổ trưởng địa tổ, cô đánh bị thương thành viên của mình, chẳng lẽ đây là những gì một tổ trưởng nên làm sao? Tôn Bác Văn lúc này mở miệng. Rõ ràng hắn vẫn không cam lòng trước tổ trưởng địa tổ rơi vào trong tay Mộc Hàm. Vợ tôi cũng không đánh bị thương những thành viên của địa tổ. Hạ Thiên lúc này lười biếng nói một câu. Vì tôi muốn xử lý tất cả các người. Đám người nghe nói như vậy thì không khỏi sững sờ, thì ra vẫn còn chưa xong sao. Tôn Bác Văn cực kỳ phẫn nộ. Hạ Thiên, không cần khinh người quá đáng. Này, tôi rất ít khi ức hiếp người, vì đám ngu ngốc các người muốn giết vợ tôi. Tất nhiên tôi cũng muốn giết các người, nếu không người ta còn cho rằng tôi dễ ức hiếp. Hạ Thiên lười biếng nói. Cậu rõ ràng là cố tình gây sự. Tôn Bác Văn dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Tôi giết vợ cậu khi nào? Dám làm không dám chịu, đúng là không phải đàn ông. Hạ Thiên lắc đầu. Đám ngu ngốc các người dám đánh cho vợ mị nhi của tôi thê thảm như vậy, thiếu chút nữa thì chị ấy đã chết. Nếu tôi để các người nhơn nhởn ra đây, như vậy vợ tôi nhất định sẽ rất tức giận. Tôn Bác Văn chợt sững sờ, sau đó hắn tức giận nói. Đúng là nói hưu nói vượn, chưa nói đến vấn đề trước đó chúng tôi có làm gì với Mị Nhi, mà Mị Nhi trở thành vợ cậu từ khi nào. Người đặt nghi vấn không chỉ có Tôn Bác Văn, hầu như những thành viên khác của địa tổ cũng cảm thấy khó thể tin được. Mị Nhi là ai? Chỉ cần là người biết Mị Nhi thì cũng hiểu nàng là một khối băng ngàn năm, đừng nói lấy nàng làm vợ, đứng cách nàng 100 mét cũng có thể cảm nhận được khí lạnh. Hiệu quả còn rõ ràng hơn cả máy điều hòa nhiệt độ. Một khối băng như vậy mà có người lấy làm vợ sao? Dù là Hạ Thiên thì cũng không thể làm như vậy được. Kỳ quái là người này đã ngắt một đóa hoa thủ đô là Mộc Hàm, không ngờ còn trái ôm phải ấp, còn muốn ôm cả Mị Nhi nữa sao? Người này quá tham lam, không sợ sét đánh sao? Mị Nhi vốn là vợ tôi, không tin thì cứ đi mà hỏi cô ấy. Hạ Thiên trừng mắt bất mãn nhìn Tôn Bác Văn. Tóm lại đám ngu ngốc các người có ý nghĩ điên rồ muốn giết vợ tôi, tất cả đều chết hết đi. Hạ Thiên nói xong những lời này thì nhào về phía Tôn Bác Văn, trước tiên hắn phải xử lý tên này. Dừng tay. Một âm thanh quen thuộc truyền vào tai Hạ Thiên, một bóng đen lóe lên, một người phụ nữ thon thả xuất hiện, đó là Mị Nhi. Những động tĩnh ở khu vực địa tổ đã rơi vào trong tai Mị Nhi, nàng nghe nói Hạ Thiên đánh người ở đây, vì vậy cảm thấy có chuyện xấu sắp xảy ra. Nàng cũng không muốn đến đây nhưng cũng quyết định đến một chuyến, vì vậy mà phát hiện Hạ Thiên chuẩn bị ra tay giết người. Tuy nói Mị Nhi có xúc động muốn giết chết Tôn Bác Văn nhưng vấn đề là Tôn gia sẽ không bỏ qua, nếu sự kiện truyền đi cũng không nên. Nơi đây là căn cứ địa tổ, vốn là địa phương rất an toàn, nếu có người chết ở đây thì sợ rằng sẽ có nghi vấn về mức độ an toàn, đến lúc đó sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái không cần thiết. Mị Nhi nhìn Mộc Hàm đứng cách đó không xa rồi dùng giọng không vui hỏi. Chẳng phải tôi nói cô phải quản thúc cậu ta sao? Có lẽ chị thích hợp để quản thúc chồng hơn, không tin thì chị thử xem. Mộc Hàm nói với vẻ mặt kỳ quái, vừa rồi Hạ Thiên nói Mị Nhi là vợ mình, bây giờ Mị Nhi xuất hiện, đúng là quá trùng hợp. Hạ Thiên thấy Mị Nhi thì có vẻ rất vui sướng. Vợ Mị Nhi, chị đến tìm tôi sao? Đợi tôi xử lý xong đám người này rồi nói sau. Không cho phép cậu giết người. Mị Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Người này chỉ biết giết người thôi sao? Hạ Thiên lập tức buồn bực. Vợ Mị Nhi, sao chị không cho tôi giết người? Lần trước không cho tôi làm gì lão già Lý ra,
bây giờ cũng không cho phép ra tay với tên ngốc Tôn Bác Văn này. Tóm lại không được giết người. Mị Nhi cũng lười nói nhiều với Hạ Thiên, nàng biết rõ người này không thể nào nói lý được. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Mị Nhi, hắn muốn đánh nàng một trận, nhưng với công lực của hắn bây giờ thì muốn đánh Mị Nhi tuy không phải khó nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Chồng, thôi bỏ qua đi. Mộc Hàm lúc này cũng nhẹ giọng khuyên Hạ Thiên. Chương 570, không thể dẫn đến phiền toái cho chị. Hạ Thiên cảm thấy rất buồn bực, xử lý một người khó khăn như vậy sao? Khi thấy Hạ Thiên hình như có vẻ sắp thay đổi thì giọng nói của Mị Nhi cũng nhu hòa hơn, nàng cũng kiên nhẫn giải thích. Chuyện bọn họ tập kích tôi, tự tôi giải quyết, không cần cậu phải giúp, bây giờ cậu tùy ý giết người chỉ gây phiền toái cho tôi mà thôi. Được rồi, tôi đảm bảo sẽ không gây phiền toái cho chị. Hạ Thiên nói xong câu đó thì biến mất trước mặt Mị Nhi, hắn hóa thành một bóng người lướt qua nhóm người Tôn Bác Văn, ngân châm trên tay đâm lên bọn họ. Sau đó hắn xuất hiện trước mặt Mị Nhi không một tiếng động. Mị Nhi khẽ nhíu mày, nàng muốn nói nhưng không nên lời, với năng lực của nàng bây giờ cũng không thể nhìn rõ động tác của Hạ Thiên. Nhưng nàng biết vừa rồi Hạ Thiên đã hành động, cũng biết hắn đã làm thứ gì đó. Tôn Bác Văn, với bộ dạng của anh bây giờ thì chắc chắn không thể chấp hành nhiệm vụ, anh đưa bọn họ về nghỉ ngơi đi. Mị Nhi nhìn Tôn Bác Văn, nàng thản nhiên nói. Vẻ mặt Tôn Bác Văn trở nên khó coi. Hắn phát hiện từ khi Mị Nhi xuất hiện thì Hạ Thiên luôn gọi nàng là vợ, nhưng Mị Nhi vẫn không phản bác. Thực tế cũng chẳng phải chỉ có Tôn Bác Văn chú ý đến điều này, đám người ở đây cũng chú ý, điều này làm cho tất cả mọi người, kể cả Mộc Hàm cũng không khỏi hoài nghi Mị Nhi là phụ nữ của Hạ Thiên. Nếu không với một khối băng như Mị Nhi, sao có thể để cho người khác gọi mình là vợ mà không tức giận cho được? Điều này làm cho cánh đàn ông, đặc biệt là đám đàn ông còn chưa có người yêu cố định phải cảm thấy bất công xã hội. Bọn họ muốn tìm được một người phụ nữ có dáng người tương đối là rất khó khăn, nhưng Hạ Thiên chẳng những có một cô vợ cực phẩm, hơn nữa còn có cả hai. Kỳ quái là hai người phụ nữ kia cũng không có ý đánh nhau, chẳng lẽ thời đại đã quay ngược lại? Nếu không sao có chuyện này xảy ra? Các người còn đi được không? Tôn Bác Văn quay đầu nhìn về phía 10 tên thủ hạ Tâm Phúc, hắn trầm giọng hỏi. Có thể. Đám người này vùng vẫy bò lên, Mộc Hàm tuy ra tay rất nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy bọn họ cơ bản đều có thể đứng lên. Tất nhiên cơ thể vẫn rất đau đớn. Chúng ta đi. Tôn Bác Văn trầm giọng thét lên, sau đó hắn nhấc chân bỏ đi, toàn thân sinh ra cảm giác không còn chút sức lực, nhưng hình như cũng không có vấn đề gì quá lớn. Đám người khác cũng đuổi kịp Tôn Bác Văn, ngoài Tôn Báo đi phải khom lưng thì những người khác rất bình thường. Khi đám người đi xa thì Mị Nhi không khỏi hỏi thăm Hạ Thiên. Vừa rồi cậu làm gì với bọn họ? À, đâm vào người bọn họ vài châm, sau này sẽ chết. Hạ Thiên hời hợt nói. Đám ngu ngốc này dám ra tay với vợ tôi, chắc chắn phải xử lý. Mị Nhi lập tức cảm thấy chán nản, nàng hạ giọng tức giận nói. Tôi chẳng phải đã nói cậu không được giết người sao? Vợ Mị Nhi, chị không cho tôi xử lý bọn họ vì sợ phiền. Nhưng bây giờ phiền phức sẽ không đến, bọn họ cũng không tìm được chứng cứ, sợ cái gì? Hạ Thiên cảm thấy không cho là đúng, hắn nghĩ rằng muốn xử lý đám người kia quang minh chính đại nhưng sợ Mị Nhi gặp phiền phức, hắn không muốn nàng không có phiền toái thì chỉ có thể lén xử lý bọn họ mà thôi. Mị Nhi không biết nói gì hơn, nếu sớm biết như vậy thì nàng sẽ không nói những lời như vậy. Hừ, tôi đi trước. Mị Nhi phát hiện mình không có cách nào nắm được Hạ Thiên. Nhưng dù sao lần này nàng cũng không uổng công, dù sao đám người Tôn Bác Văn cũng không chết ở đây. Nếu sau này đám người Tôn Bác Văn mới chết thì Tôn gia cũng không thể đổ lên đầu Mị Nhi, trước đó Tôn gia cũng làm chuyện xấu, bây giờ bọn họ không tìm ra chứng cứ cũng đừng hòng muốn nói được gì, đây cũng coi như là một báo ứng. Mị Nhi sợ Hạ Thiên quấn lấy mình nên vừa nói đã đi ngay, nàng lóe lên rồi chạy đi rất xa. Vợ, tôi sẽ quay lại. Hạ Thiên nói một câu với Mộc Hàm. Sau đó hắn đuổi theo Mị Nhi. Vợ Mị Nhi, chờ tôi với. Mị Nhi vốn lo lắng Hạ Thiên quấn lấy mình, nàng nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì còn chạy nhanh hơn, nhưng đúng lúc này âm thanh của hắn đã vang lên ở bên cạnh nàng. Vợ Mị Nhi, chị chạy nhanh như vậy làm gì? Mị Nhi chợt kinh ngạc, lúc này mới vài ngày trôi qua mà hình như Hạ Thiên còn mạnh hơn cả trước kia, trước đó hắn sao có thể dễ dàng đuổi kịp nàng như vậy được. Mị Nhi thấy mình khó thoát cũng chỉ biết dừng lại. Nhưng nàng chọn vị trí rất vắng, cũng không có ai qua lại, như vậy miễn cho người khác không chế giễu. Cậu còn có chuyện gì? Mị Nhi hỏi thăm.
Tôi bề bộn nhiều việc, nếu cậu không có gì quan trọng thì để sau này hãy nói. Vợ Mị Nhi, có chuyện rất quan trọng. Hạ Thiên dùng ánh mắt nghiêm trang nhìn Mị Nhi. Bây giờ tôi có một biện pháp giải quyết vấn đề thân thể của chị, như vậy chị không cần thi châm vào mỗi tháng. Có biện pháp sao? Mị Nhi có hơi sững sờ, nàng thật sự không ngờ người này tìm nàng vì có chuyện chính. Tất nhiên là có biện pháp. Hạ Thiên gật đầu. Vợ Mị Nhi, hơn nữa tôi còn có thể làm cho chị lợi hại hơn. À, rất đơn giản, tôi chỉ cần thi châm giúp chị là được. Hạ Thiên trừng mắt, sau đó hắn bắt đầu giật dây Mị Nhi. Vợ Mị Nhi, nếu không bây giờ tôi giúp chị thi châm nhé. Mị Nhi có chút do dự, nàng hỏi. Mất bao lâu? Nhanh thôi, chỉ nửa ngày là cao. Hạ Thiên nhanh chóng nói, tuy thi châm chỉ mất hơn chục phút nhưng sau đó còn phải giúp vợ tắm rửa, thuận tiện còn đánh nhau với vợ trên giường, thời gian nửa ngày vẫn còn ít. Mị Nhi cũng có chút động tâm với điều này, nhưng nàng có chút do dự, cuối cùng vẫn lắc đầu. Bây giờ tôi có việc, thế này nhé. Khi nào tôi rảnh sẽ điện thoại cho cậu. Mị Nhi gần đây rất quan tâm đến tình huống thân thể của mình, nàng cũng muốn làm cho mình trở nên bình thường, nàng cũng tin Hạ Thiên có năng lực như thế, nhưng bây giờ nàng quả thật không có nửa ngày nhàn rỗi, nếu là nửa giờ thì nàng còn có thể miễn cưỡng. Được rồi. Hạ Thiên cũng không gấp, sau đó hắn cười hì hì nhìn Mị Nhi. Vợ Mị Nhi, để tôi ôm chị một cái. Hạ Thiên giang tay muốn ôm Mị Nhi. Lúc này nàng trừng mắt nhìn hắn rồi lóe người lên, Hạ Thiên ôm vào khoảng không. Nhưng Hạ Thiên cũng không tiếp tục đi theo Mị Nhi, hắn chỉ cảm thấy khó hiểu, hắn nhìn về phía Hạ Thiên biến mất mà thì thào nói. Thật sự không cho ôm sao? Chưa thành vợ nhưng cũng đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Nếu Tống Ngọc Mị chuyên ăn mặc cổ trang trước kia mà nghe thấy những lời này của Hạ Thiên thì chắc chắn sẽ muốn bóp hắn chết tươi, nàng nào muốn tự nguyện để hắn ve vuốt chứ. Chương 571, Mộng Oánh về thủ đô. Khu căn cứ của địa tổ. Mộc Hàm quét mắt nhìn đám người, sau đó nàng chậm rãi nói. Có thể tiến vào địa tổ đều là người có sở trường, tôi cũng không nói nhiều, chỉ hy vọng các người hiểu một chuyện, địa tổ có chức trách bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân, không phải phục vụ cho gia tộc. Mọi người yên lặng không nói lời nào, người nào cũng hiểu Mộc Hàm đang chĩa mũi dùi vào Tôn gia. Tôi vừa vào địa tổ. Có rất nhiều tình huống vẫn chưa quen thuộc, nếu dựa theo nguyên tắc thì những nhiệm vụ đang được chấp hành cứ tiếp tục dựa theo kế hoạch trước đó. Mộc Hàm cũng không quan tâm đến thái độ của những người này, nàng biết rất rõ, nếu muốn chính thức khống chế địa tổ thì nàng cần phải có thời gian. Bây giờ nàng chỉ cần đám người không ai dám cãi lệnh là được, nàng tin sau hành động lập uy vừa rồi thì vấn đề kia chẳng còn gì đáng quan tâm. Đúng lúc này thì âm thanh của Hạ Thiên đã vang lên. Vợ, chúng ta khi nào thì về? Chỗ này chẳng có gì vui. Vẻ mặt đám người địa tổ không khỏi trở nên cổ quái, người anh em kia nghĩ rằng đang đến đây du lịch sao? Hạ Thiên cũng không nghĩ rằng mình đến đây du lịch, một là hắn đến với vợ, hai là muốn giết chết Tôn Bác Văn. Bây giờ vấn đề đám người Tôn Bác Văn đã xong, hắn muốn cùng vợ đổi chỗ, nơi đây chẳng còn gì thú vị nữa rồi. Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ, nàng thật ra cũng muốn cùng Hạ Thiên quay về, nhưng bây giờ nàng không thể đi được. Chồng. Những ngày này tôi sợ rằng sẽ khá bận rộn, nếu không thì tôi đưa cậu về trước, sau đó để Yêu Yêu cùng đi với cậu nhé. Mộc Hàm dùng giọng dịu dàng hỏi. Mộc Hàm vừa mới tiếp nhận chức phụ tổ trưởng địa tổ, bây giờ còn rất nhiều chuyện nàng chưa quen thuộc. Tuy nói công tác của địa tổ và Long Tổ không khác nhau quá nhiều nhưng lúc còn ở Long Tổ thì nàng chỉ là một đặc công bình thường, bây giờ nàng là tổ trưởng địa tổ, chức trách khác biệt quá lớn. Hạ Thiên có chút buồn bực. Xem ra vợ làm tổ trưởng địa tổ cũng không phải chuyện gì tốt, bây giờ cũng không thể đi cùng hắn. Chồng, nếu không tôi đưa cậu về trước nhé. Mộc Hàm thấy Hạ Thiên không vui thì định đưa hắn về nhà, sau đó nàng tiếp tục công tác của mình. Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó hắn lắc đầu. Vợ, để tôi tự mình đi về là được, chị chỉ cần nhanh chóng xử lý xong mọi thứ và điện thoại cho tôi. À, được rồi, có gì tôi sẽ đến tìm cậu. Mộc Hàm khẽ vỗ đầu. Nàng cũng hy vọng có thể ở cùng một chỗ với Hạ Thiên, nhưng vì tính toán cho lâu dài mà nàng cần phải khống chế được địa tổ, chỉ như vậy nàng mới thật sự giúp được Hạ Thiên. Sau này bọn họ sẽ có được thời gian an ổn, sau này sẽ không có phiền toái liên tục. Tuy Mộc Hàm biết Hạ Thiên rất lợi hại, nhưng dù có lợi hại cũng không thể giết chết tất cả mọi người. Bây giờ có không ít người biết hắn lợi hại nhưng vẫn dám trêu chọc, nguyên nhân chỉ có một, đó là bọn họ thấy Hạ Thiên chỉ là một người cô độc, không có bối cảnh hùng mạnh. Không có thế lực.
Ngày trước Mộc Hàm có được danh tiếng là người của Tôn gia, vì vậy mà không ai trêu chọc nàng, nếu Hạ Thiên cũng có được hậu thuẫn như vậy thì chắc chắn sẽ không có ai đến gây phiền toái. Vợ, tôi đi trước. Hạ Thiên xoay người chuẩn bị bỏ đi, nhưng sau đó hắn lại nhớ đến một vấn đề và quay người lại nhìn đám thành viên địa tổ. Này, tôi cảnh cáo các người, không ai được phép ức hiếp vợ tôi, nếu không tôi xử lý tất cả. Đám người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, Mộc Hàm chẳng những là tổ trưởng, hơn nữa còn quá mạnh, bọn họ nào dám ức hiếp. Mộc Hàm không ức hiếp thì bọn họ đã phải cảm ơn trời đất rồi. Chồng, cậu yên tâm, không ai ức hiếp được tôi đâu mà lo. Mộc Hàm nở nụ cười thản nhiên với Hạ Thiên, bây giờ nàng rất có lòng tin. Hạ Thiên cuối cùng cũng bỏ đi, đám người địa tổ cũng không khỏi thở phào một hơi, tên kia ở đây vô hình tạo ra áp lực cho mọi người. Kết cục của Tôn Bác Văn vừa rồi làm cho mọi người phải sợ hãi, đối với bọn họ thì chết không phải là kết cục thảm nhất, biến thành phế nhân mới thật sự là khó khăn. Tất nhiên bọn họ cũng không xác định Tôn Bác Văn có phải bị Hạ Thiên phế đi hay không, nhưng chỉ cần xem xét bộ dạng bỏ đi của Tôn Bác Văn, rõ ràng khả năng bị phế là rất cao, tất nhiên bọn họ cũng không muốn làm một Tôn Bác Văn thứ hai. Mộc Hàm cũng cảm thấy không thoải mái, những ngày qua nàng thật sự theo bên cạnh Hạ Thiên như hình với bóng, bây giờ hai bên đột ngột tách ra, nàng giống như cũng không quá quen thuộc. Hạ Thiên đi không nhanh không chậm trong khu quân sự, trên đường đi cũng không ai gây phiền phức cho hắn. Những địa phương này đi vào thì rất khó nhưng muốn đi ra thì rất dễ. Một thủ đô rộng thế này mà số người Hạ Thiên quen biết còn chưa vượt qua con số 10, điều này làm hắn sinh ra cảm giác nhàm chán, khoảnh khắc này không biết làm gì mới tốt. Nếu là ở nhà thì Hạ Thiên sẽ mở máy tính, nhưng hắn cũng khá ngốc nghếch với máy tính, điều này làm hắn bực bội. Có nên đi tìm Tống Ngọc Mị không nhỉ? Hạ Thiên lầm bầm nói, không phải hắn muốn tìm Tống Ngọc Mị lợi hại kia, hắn muốn tìm Tống Ngọc Mị mặc cổ trang. Đúng lúc này chuông điện thoại đã vang lên. Ông xã, điện thoại kia. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, hắn nhìn vào dãy số, tâm tình chợt khá hơn rất nhiều, vì người điện thoại đến là Diệp Mộng Oánh. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị nhớ tôi sao? Hạ Thiên nhận được điện thoại, hắn cười hì hì nói. Chị sắp đến tìm tôi rồi sao? Giọng nói êm ái của Diệp Mộng Oánh chợt truyền đến. Tôi đến tìm cậu rồi. Thật vậy sao? Hạ Thiên càng vui sướng. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị ở đâu? Cậu đoán xem. Diệp Mộng Oánh khẽ cười nói. À, chị đang ở sân bay. Hạ Thiên nhanh chóng đoán được, không phải hắn đoán mò, chẳng qua lỗ tai của hắn rất thính. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị đứng đó chờ nhé, tôi sẽ đến ngay. Đừng, tôi đã lên xe, cậu ở đâu? Tôi sẽ đến tìm chị. Diệp Mộng Oánh nói. Hạ Thiên nhìn bốn phía, sau đó hắn buồn bực trả lời. Mỹ nữ tỷ tỷ, tôi cũng không biết mình ở đâu. Thế này đi, cậu biết cục công an ở đâu không? Diệp Mộng Oánh suy nghĩ rồi nói. Tôi muốn đến phân cục Hải Điến xử lý vài sự kiện, cậu có thể đến đó chờ tôi, chúng ta sẽ gặp mặt nhau ở đó. Được, tôi sẽ ở đó chờ chị. Hạ Thiên vội vàng đồng ý. Được, vậy lát nữa gặp lại, bây giờ tôi cúp điện thoại, tôi còn có chút chuyện, phải điện thoại cho vài người khác. Diệp Mộng Oánh nói. Được, mỹ nữ tỷ tỷ, tôi sẽ đến cục công an trước. Hạ Thiên nói xong thì cúp điện thoại, sau đó hắn bắt một chiếc taxi ven đường. Hơn 10 phút sau Hạ Thiên đã đến cục công an mà Diệp Mộng Oánh còn chưa đến, điều này cũng là bình thường, dù sao từ sân bay đến đây cũng hơi xa, cần phải có thời gian. Hạ Thiên cũng không gấp, hắn đứng ở cục công an chờ. Đúng lúc này có vài người nổi giận đùng đùng đi ra cục công an, khi thấy mặt Hạ Thiên thì vẻ mặt một người trong số đó khẽ biến đổi, sau đó người này đi về phía Hạ Thiên rồi tức giận hỏi. Cậu là Hạ Thiên. Chương 572, thì ra chú gọi là Bất Trường. Hạ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, nói chuyện là một người đàn ông trung niên, người này hơn 40, khá lùn, đại khái chỉ khoảng 1m6 mà thôi. Nếu phụ nữ cao như vậy cũng không quá tệ nhưng đàn ông như vậy thì không tính là cao. Xét về tướng mạo thì cũng không quá đẹp, nhưng khi hắn tức giận thì ngũ quan có vẻ vặn vẹo và cảm thấy khá đoan chính. Hạ Thiên chỉ nhìn sơ qua đối phương, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía trước, bây giờ hắn không có tâm tình làm quen với người khác, hắn đang chờ mỹ nữ tỷ tỷ. Cậu không nghe thấy gì sao? Người đàn ông trung niên ra vẻ rất tức giận. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn người đàn ông trung niên, hắn tức giận quát. Cút ngay, đừng làm phiền tôi. Cậu nói gì?
Một người đàn ông hơn 30 ở bên cạnh người đàn ông trung niên tức giận nói. Cậu có biết đang nói chuyện với ai không? Đây là trưởng phòng Lâm, mau xin lỗi trưởng phòng Lâm. Trưởng phòng Lâm hay Lâm Bất Trường? Hạ Thiên lúc này có chút hứng thú, hắn nhìn người đàn ông trung niên, bộ dạng như bừng tỉnh. Hèn gì mà lùn tịt như vậy, thì ra có tên là Bất Trường, xem ra người cũng như tên. Muốn chết! Người đàn ông hơn 30 phóng về phía Hạ Thiên, bàn tay vỗ vào mặt Hạ Thiên. Bốp! Một cái tát vang dội lên mặt người đàn ông, Hạ Thiên ra tay nhanh hơn, một cái tát trực tiếp đánh ra, người đàn ông không biết tự lượng sức kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất. Hạ Thiên, mày đừng quá kiêu ngạo. Tên đàn ông trung niên họ Lâm có vẻ rất tức giận, trước nay cũng vì không cao mà trong lòng hắn có chút tự ti, tất nhiên cũng không ai dám đứng trước mặt nói hắn không cao. Nhưng tiểu tử này vừa mở miệng đã sỉ nhục, còn đánh thư ký của hắn bị thương, đúng là kiêu ngạo đến mức thái quá. Đừng làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ đánh cả ông. Hạ Thiên tức giận nói, bây giờ hắn không có tâm tình ra tay với đám người này, mỹ nữ tỷ tỷ từ xa đến thăm hắn, để cho hắn được vui, bây giờ hắn muốn nhanh chóng được gặp nàng, những vấn đề khác không đáng để quan tâm. Tôi là Lâm Khê, là nhị thúc của Tử Hào, tôi hỏi cậu, có phải cậu làm hại Tử Hào không? Người đàn ông trung niên dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên. Cục công an điều tra không ra, không phải tôi không biết, trước đó Lý Minh Nhân cũng bị cậu biến thành kẻ ngốc mà không thể giải thích được, tôi biết rõ là cậu làm, bây giờ cậu không dám thừa nhận sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt không chút vui sướng nhìn Lâm Khê. Thì ra ông là nhị thúc của Lâm Tử Hào, hèn gì chú cháu ngu ngốc như nhau. Này, đừng nói tôi không cảnh cáo ông, nếu ông tiếp tục làm phiền tôi sẽ cho ông trở thành kẻ ngốc. Cậu đe dọa tôi sao? Hai mắt Lâm Khê giống như phóng hỏa, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Tôi không có hứng đe dọa những kẻ ngốc. Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn. Tóm lại ông đừng làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ cho ông vĩnh viễn không thể làm phiền tôi. Rất tốt. Lâm Khê cười lạnh một tiếng, sau đó hắn quay đầu nhìn người cảnh sát trung niên ở bên cạnh nói. Cục trưởng Phương, anh tận mắt nhìn thấy và tận tai nghe rõ. Người này không những đánh thư ký của tôi bị thương, hơn nữa còn đe dọa tôi, các anh phải có hành động gì chứ? Người cảnh sát trung niên này chính là cục trưởng phân cục công an quận Hải Điến, là Phương Chính Lương. Hôm nay Lâm Khê mang theo thư ký của mình đến cục công an, tất nhiên chỉ vì chuyện của Lâm Tử Hào, cũng vì chuyện của con gái Lâm Chỉ Vân. Vài ngày trước Lâm Chỉ Vân bị tai nạn xe hơi, cuối cùng đã bỏ mình. Lâm Khê biết chuyện này có liên quan đến Hạ Thiên, vì vậy hắn yêu cầu Phương Chính Lương bắt Hạ Thiên. Nhưng Phương Chính Lương không những giải thích chỉ một lần, tạm thời chẳng có chứng cứ gì chứng minh có liên quan đến Hạ Thiên. Thực tế Phương Chính Lương đến bây giờ cũng không biết Hạ Thiên là thần thánh phương nào, tất nhiên bây giờ hắn cũng được nhìn thấy Hạ Thiên, hắn cảm thấy tiểu tử kia rất lợi hại, dám tát thư ký của Lâm Khê, điều này chẳng phải kẻ tầm thường dám làm. Đừng tưởng Phương Chính Lương là cục trưởng phân cục công an mà tưởng bở, trong mắt người thường thì hắn là người quyền cao chức trọng, nhưng hắn cũng phải khách khí với thư ký của Lâm Khê. Vừa rồi Phương Chính Lương đang phải tiễn Lâm Khê ra cửa, hắn đang chuẩn bị đi vào thì Lâm Khê lại gặp ngay chính chủ là Hạ Thiên, vì vậy mà nổi lên xung đột. Trước đó Phương Chính Lương không muốn nói gì, nhưng bây giờ Lâm Khê đã mở miệng muốn bắt người, hắn cũng biết mình khó thể thoái thác. Này, mang cậu ta vào. Phương Chính Lương vẫy tay với hai tên cảnh sát cách đó không xa, hắn tỏ ý bảo bọn họ bắt Hạ Thiên lại. Tuy ai cũng thấy người ta tay trước là thư ký của Lâm Khê. Nhưng người ta còn chưa đánh được Hạ Thiên, mà Hạ Thiên đã đánh văng người ta, đến bây giờ còn chưa đứng lên được. Nếu muốn truy cứu thì Hạ Thiên rõ ràng đả thương người, hơn nữa những câu sau đó của Hạ Thiên rõ ràng có ý đe dọa. Đáng lý ra những chuyện thế này chẳng là gì với người bình thường, nhưng Lâm Khê không phải là người bình thường, đây là quan viên cấp bộ, dù ở thủ đô là nơi quan lớn đầy đất thì quan viên cấp bộ cũng không nhiều, đe dọa quan lớn tất nhiên sẽ rất nghiêm trọng. Phương Chính Lương cũng không biết Hạ Thiên có địa vị gì, tuy mơ hồ cảm thấy Hạ Thiên không phải là người bình thường, nếu là người bình thường thì sao thể xung đột với Lâm gia. Nhưng bây giờ hắn không có thời gian đi kiểm chứng thân phận của Hạ Thiên, trước tiên cứ bắt vào cục công an thẩm vấn rồi tính sau. Lúc này Lâm Khê ở bên cạnh, nếu hắn không làm như vậy thì sẽ khó giữ được chức, phải biết rằng chức vị của hắn cũng có rất nhiều người nhìn vào. Hai tên cảnh sát nghe được lệnh của Phương Chính Lương thì lập tức đi về phía Hạ Thiên. Nhưng bọn họ vừa chưa đi đến thì Hạ Thiên đã trừng mắt. Đừng làm phiền tôi có việc, không quan tâm đến các người. Hai tên cảnh sát không khỏi đưa mắt nhìn nhau,
trong lòng đều có một ý nghĩ, tên này sao còn kiêu ngạo hơn cả trưởng phòng Lâm kia. Cậu có việc mà chúng tôi cũng có việc. Một tên cảnh sát hừ lạnh. Theo chúng tôi ngay, đừng để chúng tôi phải ra tay đánh người. Đúng là phiền phức. Hạ Thiên lấy ra một cây ngân châm, hắn thuận tay đâm vào một tên cảnh sát, sau đó lại đâm lên người một tên khác. Vì vậy mà thế giới trở nên yên tĩnh, hai tên cảnh sát đứng yên ngoan ngoãn không nói lời nào, không cử động, chỉ có ánh mắt xoay chuyển, tất nhiên trong mắt là cái nhìn sợ hãi. Hạ Thiên đứng đó nhìn ra đường, hắn chờ Diệp Mộng Oánh xuất hiện, nhưng hai phút sau Diệp Mộng Oánh còn chưa tới, Phương Chính Lương cũng đã mất bình tĩnh. Hai cậu làm gì vậy? Phương Chính Lương dùng giọng bất mãn chất vấn. Hai tên cảnh sát kia tất nhiên không kịp phản ứng, bọn họ muốn trả lời nhưng không có âm thanh nào phát ra. Hạ Thiên, mày làm gì bọn họ sao? Lâm Khê quát lên phẫn nộ. Hạ Thiên cũng lười trả lời, hắn lật tay đâm ngân châm lên người Lâm Khê, cuối cùng Lâm Khê cũng câm mồm. Chương 573, cố ý nghênh đón chị. Cậu! Phương Chính Lương vừa nói ra một chữ thì cảm thấy mình không còn phát ra âm thanh gì. Lúc này coi như hắn đã hiểu vì sao hai thủ hạ của mình lại đứng đơ. Cứu mạng, giết người. Tên thư ký của Lâm Khê đứng lên rồi đột nhiên hô lớn, nơi này là cục công an, có người gào lên cứu mạng thì tất nhiên sẽ có kết quả thế nào, hoàn toàn có thể biết được, chỉ sau khoảnh khắc đã có hơn 10 cảnh sát phóng ra. Lúc này Hạ Thiên cũng không cho những người này cơ hội mở mồm, hắn trực tiếp làm cho bọn họ đứng đờ người, như vậy sẽ không làm phiền đến hắn. Còn tên thư ký kia, tất nhiên kết cục cũng là như vậy. Ngay sau đó mỗi khi có người từ trong cục công an đi ra thì Hạ Thiên sẽ tiện tay cho đối phương một châm, vì vậy mà một lúc sau ở cục công an đã có một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị, vài chục người đứng yên với tư thế rất kỳ quái, biểu cảm cũng khác nhau giống như tượng điêu khắc, không ai nhúc nhích. Đám người phần lớn là cảnh sát mặc đồng phục, còn có những người bình thường đến cục công an làm việc. Đám người đi qua cục công an không khỏi liếc mắt nhìn, những người này làm gì đấy? Đây không phải đám người nào đó rảnh rỗi mặc đồng phục cảnh sát đến đây chơi nghệ thuật sao? Nếu thật sự là như vậy thì đám người này quá lớn gan, không sợ bị bắt vào cục công an sao? Hạ Thiên rất hài lòng đối với cảnh tượng này, cuối cùng cũng không còn ai làm phiền hắn, hắn có thể yên tâm chờ mỹ nữ tỷ tỷ. Một chiếc Porsche màu hồng chạy đến, phía sau chiếc Porsche còn có hai chiếc BMW, ba chiếc xe hầu như dừng lại trước cục công an cùng một lúc. Trên hai chiếc BMW phân biệt có hai người đàn ông mặc tay trang đeo kính râm đi ra, bọn đến bên cạnh chiếc Porsche, một người trong số đó mở cửa xe, bên trong lập tức có một người đẹp tuyệt sắc mặc trang phục công sở bước ra, tư thái tuyệt vời, khí chất cao nhã, điều này làm cho ánh mắt đám đàn ông nơi đây liên tục xoay chuyển. Hạ Thiên lập tức nở nụ cười sáng lạn, hắn lách mình đi đến bên cạnh người đẹp tuyệt sắc, sau đó giang hai tay ôm nàng vào lòng. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị cuối cùng cũng đến. Tôi đã chờ nãy giờ rồi. Người phụ nữ tuyệt sắc này chính là Diệp Mộng Oánh, nàng cười thản nhiên với Hạ Thiên. Trên đường có chút kẹt xe, làm trễ hơn 10 phút. Hai tên vệ sĩ sau lưng cũng căn bản giống như không phát hiện ra bộ dạng thân mật của Hạ Thiên và Diệp Mộng Oánh. Bọn họ đều là những vệ sĩ mà Diệp Thiếu Hùng đã cẩn thận chọn lựa ra, tất nhiên biết rõ chuyện giữa Diệp Mộng Oánh và Hạ Thiên. Đám đàn ông, tượng điêu khắc, thì cực kỳ ghen ghét, tiểu tử kia dạng chó hình người. Sao có thể tán đổ người phụ nữ xinh tươi mơn mởn thế kia? Diệp Mộng Oánh lúc này mới thấy cảnh tượng kỳ quái trước cổng cục công an, nàng không khỏi mở miệng hỏi. Bọn họ bị làm sao vậy? Hạ Thiên trừng mắt rồi dùng giọng nghiêm trang nói. Mỹ nữ tỷ tỷ, bọn họ biết chị đến nên đứng ra chào đón. Diệp Mộng Oánh không khỏi nở nụ cười nhẹ nhàng, nàng biết rõ sự việc không phải là như vậy, nhưng nàng cũng không tiếp tục truy vấn mà mở miệng nói. Chúng ta vào trước. Tôi có vài chuyện cần xử lý. Được. Hạ Thiên ôm Diệp Mộng Oánh đi vào trong cục công an, sau đó hắn hỏi. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị tới cục công an làm gì? Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân xảy ra chuyện, tôi đến để xử lý chuyện hậu sự của bọn họ. Diệp Mộng Oánh cũng không muốn che giấu, nàng giống như an ủi Hạ Thiên. Tôi đã liên lạc qua điện thoại với cục trưởng Phương, sự việc đã được giải quyết xong. Cục trưởng Phương. Hạ Thiên dừng bước. Sau đó hắn chỉ vào Phương Chính Lương. Mỹ nữ tỷ tỷ, hình như hắn là cục trưởng Phương. Hạ Thiên kéo Diệp Mộng Oánh đi đến bên cạnh Phương Chính Lương, hắn lấy ra ngân châm đâm lên người đối phương, sau đó nói. Này, theo chúng tôi đi vào, vợ tôi có chuyện cần tìm anh. Cậu! Phương Chính Lương mở miệng nói một câu, sau đó hắn chợt ngây dại.
hắn vốn chỉ vô thức mở miệng, bây giờ phát hiện ra mình có thể nói, vì vậy mà cực kỳ kinh ngạc. Phương Chính Lương thử cử động thân thể, hắn phát hiện mình có thể cử động, mãi đến bây giờ hắn còn chưa biết có chuyện gì xảy ra. Phương Chính Lương quét mắt nhìn đám người ở lân cận, ngay cả Lâm Khê và những người khác đều đang đứng như tượng. Phương Chính Lương cảm thấy sự việc này do Hạ Thiên làm ra, nhưng hắn căn bản không thấy Hạ Thiên có làm gì, nói cách khác hắn không có chứng cứ. Đến lúc này hắn mới mơ hồ hiểu ra vì sao Lâm Khê một mực nói con gái của mình bị Hạ Thiên hại chết, không hề nghi ngờ Hạ Thiên này có những thủ đoạn rất quỷ dị. Này, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nếu không muốn đi thì tôi tiếp tục cho anh đứng đây. Hạ Thiên thấy Phương Chính Lương sững sờ thì dùng giọng bất mãn nói. Phương Chính Lương nghe nói như vậy thì chính thức xác nhận tình cảnh quái dị của mình vừa rồi là do tiểu tử này gây ra. Chào anh, Cục trưởng Phương, tôi là Chủ tịch Tập đoàn Thiên Nam, Diệp Mộng Oánh, nửa giờ trước tôi đã điện thoại cho anh rồi. Lúc này Diệp Mộng Oánh mở miệng, giọng điệu của nàng rất khách khí. Phương Chính Lương cuối cùng cũng tìm được bậc thang, hắn ra vẻ nhiệt tình nói. À, chị là Diệp tiểu thư sao? Chào chị, mời. Lúc này Phương Chính Lương không dám tính nợ với Hạ Thiên, trực giác nói cho hắn biết không nên đụng vào đối phương thì tốt hơn. Dù hắn thật sự muốn động vào thì cũng phải hiểu rõ đối phương là ai, người này quá kiêu ngạo, ngay cả Lâm Khê cũng bị đối phương đùa bỡn, như vậy địa vị chỉ sợ là không nhỏ. Đặc biệt sau khi Phương Chính Lương thấy bộ dạng thân mật giữa Hạ Thiên và Diệp Mộng Oánh, hắn thấy suy đoán của mình rất chính xác. Diệp Mộng Oánh dù không có danh tiếng quá lớn ở thủ đô nhưng tập đoàn Thiên Nam cũng nổi danh cả nước, nếu không có bản lĩnh thì người này sao có thể thu phục được một người đẹp như nàng. Lúc này Hạ Thiên trong suy nghĩ của Phương Chính Lương chính là một ôn thần, hắn chỉ hy vọng tiễn chân vị ôn thần này đi, vì vậy hắn dứt quyết nhanh chóng giúp Diệp Mộng Oánh làm xong thủ tục. Bây giờ Cục Công an đã chính thức xác nhận Diệp Mộng Vân và Diệp Thiếu Kiệt vì dùng ma túy quá liều mà chết, mà Diệp Mộng Oánh cũng tin vào phán đoán của Cục Công an. Nàng trực tiếp sắp xếp vệ sĩ đưa thi hài Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân đi hỏa táng. Một quá trình như vậy mất gần nửa giờ, sau đó Phương Chính Lương khách khí tiễn Diệp Mộng Oánh ra ngoài Cục Công an. Bây giờ còn sớm, cậu muốn đi đâu? Diệp Mộng Oánh đến bên cạnh chiếc Porsche thì mở miệng hỏi ý kiến của Hạ Thiên. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị đi đâu tôi đi đấy. Hạ Thiên thuận miệng nói, lúc này hắn cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt để đi. Diệp Mộng Oánh đang định nói gì đó thì một chiếc xe chạy nhanh đến, khi đến cách bọn họ hơn 10 thước thì dừng lại. Chương 574, đáng tiếc là bệnh không đủ nặng. Có hai người nhanh chóng rời khỏi xe, một người đàn ông trung niên, còn có một ông lão tóc hoa râm. Ông lão kia rất cao lớn, nếp nhăn trên mặt rất sâu nhưng ánh mắt tương đối lợi hại làm người ta cảm thấy không giận mà uy. Người đàn ông trung niên nhìn lướt qua, sau đó nhìn thấy Hạ Thiên thì nói vài câu gì đó với ông cụ. Sau đó ông lão đi về phía Hạ Thiên, tuy nhìn có vẻ già cả nhưng bước tiến lạ rất vững vàng. Ông lão cao lớn đi đến trước mặt Hạ Thiên, sau đó khom lưng nói. Chào cậu, Hạ Thần Y, tôi là Thường Đông Lâm, nghe nói cậu ở đây, tôi tranh thủ thời gian đến bái kiến, không biết bây giờ cậu có rảnh không? Khi thấy tình cảnh như vậy thì dù là Phương Chính Lương hay đám người đang đứng đờ như tượng lại cảm thấy rất rung động, Hạ Thiên này rốt cuộc là ai? Ngay cả Thường Đông Lâm cũng phải khách khí vậy sao? Có lẽ ở thủ đô thì người bình thường sẽ không biết thanh danh của Thường Đông Lâm, nhưng những tên cảnh sát ở đây chẳng ai không biết, vì Thường Đông Lâm là đại ca giang hồ chiếm vị trí cao nhiều năm qua. Dù nghe nói lão đã rời khỏi Hắc Đạo nhưng ai cũng biết điều này là không đúng, người này không chính thức rời khỏi, chẳng qua không còn tự mình xử lý sự việc trên giang hồ nữa mà thôi. Thực tế thì lão chỉ cần nói một câu thì có thể điều khiển ít nhất một nửa thế lực ở thủ đô. Dù là đám cảnh sát này thấy mặt Thường Đông Lâm cũng phải cực kỳ khách khí, ngay cả cục trưởng là Phương Chính Lương cũng không dám đắc tội với Thường Đông Lâm, khi thấy lão thì hắn cũng chỉ biết nở nụ cười chào đón. Khi mọi người còn đang rung động thì Hạ Thiên đã nói. Không rảnh. Khi nghe được lời nói của Hạ Thiên thì đám người không khỏi bội phục, người này quá trâu chó, cũng không nể mặt cả Thường Đông Lâm, đúng là quá khủng bố. Không biết khi nào thì Hạ Thần Y rảnh rỗi. Thường Đông Lâm vẫn rất cung kính, giọng nói càng khách khí. Không biết. Hạ Thiên thuận miệng trả lời, hắn thật sự không biết, tạm thời hắn không rảnh, hắn muốn đi với vợ, như vậy lấy đâu ra thời gian rảnh. Thường lão tiên sinh, xin hỏi chú có chuyện gì sao? Diệp Mộng Oánh ở bên cạnh cũng mở miệng hỏi, thật ra nàng biết Hạ Thiên không có việc gì, chẳng qua hắn muốn đi cùng nàng mà thôi.
Thường Đông Lâm còn chưa nói thì Hạ Thiên đã lười biếng nói. Có thể là chuyện gì nữa? Nhà ông ấy có người bị bệnh, tôi cũng biết người kia, lần trước đã từng đến tìm tôi. Hạ Thiên chỉ vào người đàn ông trung niên bên cạnh Thường Đông Lâm, mà người đàn ông đó chính là Thường Vinh mà lần trước đã đến tìm Ninh Khiết, sau đó vì một câu nói của Mộc Hàm mà phải chạy đi, nếu không thì Thường Vinh sẽ bị Hạ Thiên cho ăn đòn. Hạ Thiên, nếu không có gì thì cậu giúp người ta một chút. Diệp Mộng Oánh khẽ nói, cũng không phải Diệp Mộng Oánh có tính đồng tình cao, chẳng qua nàng thấy Thường Đông Lâm lớn tuổi mà phải cầu xin sự hỗ trợ của Hạ Thiên, điều này cũng không dễ dàng gì. Hạ Thiên lúc này lại rảnh, chậm trễ một chút cũng không sao. Đa tạ tiểu thư. Thường Đông Lâm dùng ánh mắt cảm kích nhìn Diệp Mộng Oánh, sau đó lão còn nói thêm. Hạ thần y, nếu cậu thật sự không rảnh thì tôi không dám làm phiền. Thế này đi, đây là danh thiếp của tôi, nếu cậu có rảnh thì cứ điện thoại cho tôi một tiếng. Thường Đông Lâm lấy ra một tờ danh thiếp màu vàng đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên tiện tay nhận lấy, sau đó hắn thuận tay đưa cho Diệp Mộng Oánh. Mỹ nữ tỷ tỷ, thứ này hình như làm bằng vàng, tặng cho chị. Diệp Mộng Oánh mỉm cười, nàng nhận lấy danh thiếp, tuy nàng không biết Thường Đông Lâm là ai nhưng có thể suy đoán thân phận của đối phương là không tầm thường. Chỉ cần nhìn danh thiếp vàng là có thể suy đoán ra thân phận của Thường Đông Lâm. Cảm ơn Hạ Thần Y. Thường Đông Lâm khom người cúi chào, sau đó lão nhìn Diệp Mộng Oánh. Không biết vị tiểu thư này xưng hô thế nào? Tôi họ Diệp, Diệp Mộng Oánh. Diệp Mộng Oánh trả lời. Đa tạ Diệp tiểu thư, sau này nếu Diệp tiểu thư có gì cần thì cứ phân phó. Vẻ mặt Thường Đông Lâm có chút chăm chú, rõ ràng đây không phải là những lời khách sáo. Diệp Mộng Oánh cười nhạt một tiếng. Trước tiên cảm ơn Thường tiên sinh, sau này nếu có việc gì cần sự hỗ trợ của Thường tiên sinh, tôi sẽ điện thoại. Được rồi, Hạ thần y, Diệp tiểu thư, tôi sẽ không quấy rầy các người, bây giờ xin cáo từ. Thường Đông Lâm đứng thẳng người, lão nói xong thì xoay người muốn bỏ đi. Này, đợi chút. Hạ Thiên lúc này mở miệng. Thường Đông Lâm vội vàng xoay người, lão cung kính nói. Hạ thần y, cậu có gì phân phó? Người nhà ông sinh bệnh có phải đang ở trên xe không? Hạ Thiên lười biếng nói. Thường Đông Lâm lắp bắp kinh hãi. Cậu, sao cậu biết? Vì trên xe còn có ba người, trong đó có một người có nhịp tim và nhịp thở không bình thường. Hạ Thiên vừa nói vừa đi đến bên xe. Thôi được, trước tiên tôi sẽ chữa bệnh, miễn sau này các người tìm tôi gây phiền. Cảm ơn Hạ thần y, cảm ơn Hạ thần y. Thường Đông Lâm rất vui mừng, lão chạy vài bước có chút kích động rồi mở cửa xe. Hạ thần y, mời cậu lên xe. Khi thấy Diệp Mộng Oánh cũng đi đến thì Thường Đông Lâm vội vàng nói. Diệp tiểu thư, mời chị lên xe. Hạ Thiên và Diệp Mộng Oánh lên xe, sau đó hắn nhìn thấy bên trong có hai nữ một nam, hai cô gái đều 20, cũng xinh đẹp, nhìn qua rất bình thường, người không bình thường rõ ràng là tên thanh niên kia, hắn đang ngồi xe lăn. Tên thanh niên này cũng 20 tuổi, bộ dạng không tệ nhưng vẻ mặt tái nhợt, bộ dạng thật sự bị bệnh. Hạ thần y, đây là cháu tôi, là Thường Tiểu Bảo, phiền cậu đến xem, nó còn đi đứng được không? Thường Đông Lâm cũng lên xe, lão cung kính hỏi. Hạ Thiên đặt hai ngón tay lên cổ tay Thường Tiểu Bảo, một luồng băng hỏa linh khí phóng vào trong kinh mạch đối phương, băng hỏa linh khí nhanh chóng vận chuyển một vòng, sau đó Hạ Thiên đã hiểu rõ tình huống. Đúng là đáng tiếc. Hạ Thiên thầm nói một câu. Sao vậy? Diệp Mộng Oánh không nhịn được phải hỏi. Thường Đông Lâm thì căng thẳng. Hạ thần y, có phải không chữa hết? Trên đời này có bệnh gì mà tôi không trị được? Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Thường Đông Lâm. Hạ Thiên, vậy cậu nói cái gì đáng tiếc? Diệp Mộng Oánh có chút hiếu kỳ. À, đáng tiếc là bệnh của người này không đủ nặng, nếu nghiêm trọng hơn một chút thì sẽ thu thêm được ít tiền. Hạ Thiên có hơi thất vọng. Vì cứu sống 1 triệu cứu chết thua một nửa, hắn cảm thấy Thường Đông Lâm khá giàu có, nếu thua một nửa sẽ có khoản tiền kha khá, bây giờ xem ra chỉ có thể thua 1 triệu mà thôi. Diệp Mộng Oánh chợt ngẩn ngơ, thì ra đây là lý do mà hắn cảm thấy đáng tiếc. Này, ông lão, mau chuẩn bị tiền, 1 triệu, tôi sẽ lấy đi ngay. Hạ Thiên nói với Thường Đông Lâm, bây giờ hắn cũng có vẻ thiếu tiền. Chương 575, cùng Mỹ nữ tỷ tỷ đi mướn phòng. Được. Cậu muốn tiền mặt hay chi phiếu? Thường Đông Lâm vội vàng hỏi, 1 triệu đối với lão không phải là thứ gì khó khăn, chỉ cần có thể chữa tốt cho cháu nội lão, đừng nói là 1 triệu, dù là 10 triệu cũng được. Tiền mặt.
Hạ Thiên trả lời không chút nghĩ ngợi, cái gì mà chi phiếu, hắn thấy thứ này không quá đáng tin, vẫn là cầm tiền mặt thì đáng tin hơn. Thường Vinh, mau chuẩn bị. Thường Đông Lâm phân phó. Vâng, chú Lâm. Thường Vinh lên tiếng. Lúc này một âm thanh đột nhiên vang lên. Nghe nói cậu rất quen thuộc Sở Giao phải không? Cô ấy là vợ tôi. Hạ Thiên nhìn Thường Tiểu Bảo, vì người nói là Thường Tiểu Bảo đang ngồi trên xe lăn, đây cũng là câu nói đầu tiên của Thường Tiểu Bảo sau khi Hạ Thiên lên xe. Cậu rất lợi hại, tôi rất bội phục cậu. Thường Tiểu Bảo nhìn Hạ Thiên. Rất nhiều người bội phục tôi. Hạ Thiên ra vẻ lơ đễnh đáp lời, ngay sau đó hắn dùng giọng kỳ quái hỏi. Này, sao cậu biết vợ Giao Giao của tôi? Trước đó tôi có gặp qua, cô ấy rất hung hăng, thường xuyên ức hiếp tôi. Thường Tiểu Bảo lộ ra nụ cười cổ quái. Cô ấy thường xuyên cầm dao nhỏ nói sẽ thiến người, điều này làm tôi sợ đến mức không dám ở Giang Hải mà chạy về thủ đô, cậu có thể chiếm hữu cô ấy mà không sợ bị thiến, vì vậy tôi rất bội phục cậu. Hạ Thần Y, Thường gia chúng tôi và Sở gia có giao tình, nhưng chẳng qua chỉ vì một bên ở thủ đô, một bên ở Giang Hải, hai bên tới lui cũng không nhiều. Thường Đông Lâm ở bên cạnh giải thích một câu. À, thì ra là vậy. Hạ Thiên cũng không cảm thấy hứng thú với vấn đề này, hắn thuận tay cầm ngâm châm đâm lên người Thường Tiểu Bảo. Người này sợ vợ hắn, tất nhiên không phải là tình địch, hắn vẫn tiếp tục chữa bệnh cho đối phương. Khi thấy Hạ Thiên bắt đầu chữa bệnh thì Thường Tiểu Bảo cũng không nói thêm điều gì. Vì lúc này có liên quan đến nửa đời sau của hắn, vì thế hắn rất căng thẳng. Hắn đã ngồi trên xe lăn hơn 20 năm. Đã đi nhiều bệnh viện, đã mời nhiều bác sĩ nhưng kết quả đều giống như nhau, đều nói xương cột sống bị tổn thương nghiêm trọng, không thể nào chữa tốt. Đối với một người hầu như tê liệt nửa người thì bất kỳ hoạt động giải trí gì cũng rất khó khăn, cũng may hắn có hai bảo mẫu đi theo cả ngày, vì vậy hắn có thể lên mạng dưới sự trợ giúp của hai nàng. Tất nhiên vì vậy mà hắn được nhìn thấy video Hạ Thiên chữa bệnh cho người ta, sau đó hắn nhận định trên đời chỉ có Hạ Thiên có thể chữa tốt cho mình. Nhưng Thường Tiểu Bảo cũng không ngờ Hạ Thiên có quan hệ với Sở Giao này lại khó mời, lần đầu tiên Thường Vinh đến mời đã thất bại, khi đó Thường Đông Lâm biết Hạ Thiên có quan hệ với Mộc Hàm thì bắt đầu điều tra lai lịch. Khi biết Hạ Thiên đến từ Giang Hải thì lão lập tức yêu cầu Sở Định Quốc hỗ trợ điều tra, tất nhiên như vậy đã tìm đến chính chủ. Thường Đông Lâm càng biết được nhiều chuyện về Hạ Thiên từ Sở Định Quốc, cũng biết Hạ Thiên có y thuật thần kỳ, có cả võ công hùng mạnh. Vì vậy Thường Đông Lâm không dám đắc tội với Hạ Thiên. Lão rất cung kính. Thường Đông Lâm nhìn Hạ Thiên đâm châm cho Thường Tiểu Bảo mà cảm thấy căng thẳng, trên trán đã vã mồ hôi từ khi nào. Diệp Mộng Oánh cũng nhìn Hạ Thiên, nàng tất nhiên sẽ không căng thẳng, khóe miệng còn treo nụ cười. Bình thường Hạ Thiên luôn có vẻ trẻ con nhưng khi chữa bệnh cho người ta thì cực kỳ trưởng thành. Nhưng gần đây Diệp Mộng Oánh lại kỳ quái phát hiện ra người đàn ông của mình ngày càng trưởng thành hơn, cũng vì vậy mà nàng cảm thấy có chút không quen thuộc, hình như đây không phải là Hạ Thiên. Được rồi. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là vài phút đồng hồ, âm thanh của Hạ Thiên chợt vang lên, hắn thu hồi ngân châm rồi quay đầu nhìn Thường Đông Lâm. Ông lão, tiền đâu? Đây, tiền đây. Âm thanh không kịp thở của Thường Đông Lâm vang lên, hắn vừa chuẩn bị xong tiền mặt. Hạ Thiên vươn tay lấy tiền, sau đó hắn kéo Diệp Mộng Oánh xuống xe. Mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên và Diệp Mộng Oánh nhanh chóng xuống xe. Mà Thường Đông Lâm chưa kịp có phản ứng. Tốt rồi sao, nhanh như vậy à? Tiểu Bảo, cháu cảm thấy thế nào? Thường Đông Lâm vội vàng hỏi. Tay của cháu hình như có chút cảm giác. Thường Tiểu Bảo giơ tay lên, hai tay đột nhiên đưa lên, vì vậy mà hắn kích động nói. Chân cũng có cảm giác, để cháu thử xem thế nào. Thường Tiểu Bảo thử dùng hai tay đã khôi phục cảm giác để chống người khỏi xe lăn, hắn muốn đứng lên, từng chút một, cuối cùng hắn cũng đứng lên hoàn toàn. Ha ha, cháu thật sự rất tốt, đã rất tốt. Á, Thường Tiểu Bảo vung tay múa chân vui sướng, hắn không cẩn thận và ngã lăn xuống, nhưng hắn lại bò lên rất nhanh và lảo đảo bước xuống xe, hắn muốn đi tìm Hạ Thiên. Nhưng Thường Tiểu Bảo không thể nhìn thấy Hạ Thiên, hắn chỉ thấy một chiếc Porsche màu hồng biến mất trong tầm mắt. Diệp Mộng Oánh chạy chiếc Porsche, tốc độ cũng không nhanh, nàng vừa lái xe vừa hỏi Hạ Thiên. Chúng ta đi khách sạn nhé. Tôi đã đặt phòng ở khách sạn Khải Tân, bây giờ cũng đã là giữa trưa, chúng ta có thể thuận tiện đến khách sạn dùng cơm. Được. Hạ Thiên cười hì hì nhìn Diệp Mộng Oánh, ánh mắt không thành thật, toàn chiếu lên những vị trí quan trọng. Diệp Mộng Oánh cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Hạ Thiên mà vẻ mặt hơi đỏ lên,
nàng mơ hồ có cảm giác một việc gì đó sắp phát sinh. Hạ Thiên, nhớ rõ hôm qua tôi đã nói với cậu chuyện gì không? Diệp Mộng Oánh quyết định tạm thời di chuyển lực chú ý của Hạ Thiên, nàng đang lái xe, nếu hắn không thành thật thì rất phiền phức. Nhớ rồi, mỹ nữ tỷ tỷ, lát nữa đến khách sạn tôi sẽ ghi và cách điều chế cho chị. Hạ Thiên thuận miệng nói. Diệp Mộng Oánh lắc đầu. Cách điều chế thì không vội, công ty còn chưa đăng ký tốt, tôi định mở công ty mới lấy tên là Tập đoàn Thần Y, cậu thấy cái tên có được không? Rất tốt, mỹ nữ tỷ tỷ, cái này chỉ cứ quyết định là được, tôi không sao cả. Hạ Thiên cũng không quan tâm công ty có tên là gì. À, vậy thì được, sau này Tập đoàn Thần Y sẽ phát triển ra toàn thế giới. Diệp Mộng Oánh khẽ cười, nàng tin với cách điều chế mà Hạ Thiên cung cấp thì tuyệt đối có thể làm cho Tập đoàn Thần Y trở nên nổi tiếng thế giới. Sau khi hai người kết thúc nói chuyện thì đến khách sạn Khải Tân, đi theo hai người còn có hai vệ sĩ của Diệp Mộng Oánh. Hai vệ sĩ còn lại phải lo chuyện hậu sự cho Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân. Tạm thời hai người không cần theo tôi và Hạ Thiên ở cùng một chỗ rất an toàn, hai người cứ dạo chơi ở thủ đô, có bạn bè đều có thể gặp. Nơi bãi đậu xe khách sạn, Diệp Mộng Oánh dừng lại nói với hai vệ sĩ. Hai vệ sĩ có chút chần chừ rồi vẫn gật đầu, sau đó nhanh chóng lái xe bỏ đi. Diệp Mộng Oánh và Hạ Thiên ở cùng một chỗ, như vậy bọn họ không cần phải lo cho sự an toàn của mình. Hạ Thiên cũng rất hài lòng với cách sắp xếp kia, hai tên vệ sĩ kia đi theo rõ ràng chỉ có thể làm kẻ phá bĩnh, chỉ cần hắn và mỹ nữ tỷ tỷ đi với nhau là được rồi. Mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta đi mướn phòng thôi. Hạ Thiên kéo tay Diệp Mộng Oánh, hắn cười hì hì nói. Chương 576, thích sạch sẽ. Gương mặt Diệp Mộng Oánh chợt đỏ ửng, nàng đang định nói gì đó thì bên cạnh đã vang lên một âm thanh cực kỳ vui mừng. Giám đốc Diệp, trùng hợp vậy à? Diệp Mộng Oánh xoay người lại nhìn, nàng thấy một nam một nữ đi về phía bên này, người nam khoảng 25, bộ dạng cao lớn anh tuấn, giày tây, phong độ nhẹ nhàng. Người phụ nữ hơn 30, cũng mặc một bộ trang phục công sở, áo trên màu đỏ, váy dưới lại tương đối ngắn, rõ ràng cô gái này thích phô bày cặp đùi trắng như tuyết của mình. Tóm lại người phụ nữ này bảo dưỡng dáng người tương đối khá, gương mặt cũng rất xinh xắn, nhưng trang điểm hơi dày. Diệp Mộng Oánh lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông kia, nhưng rõ ràng người phụ nữ là người quen cũ của nàng. Giám đốc Quách, chào chị, lại gặp mặt nhau. Diệp Mộng Oánh mỉm cười với người phụ nữ. Giám đốc Diệp, chị đến thủ đô sao không báo cho tôi một tiếng? Giám đốc Quách có vẻ rất nhiệt tình, cặp mắt quyến rũ nhanh chóng đảo lên người Hạ Thiên. Vị này là bạn của giám đốc Diệp sao? Giám đốc Quách rõ ràng biết còn cố ý hỏi. Lúc này Diệp Mộng Oánh đang kéo tay Hạ Thiên, quan hệ giữa hai người đã rất rõ ràng. Đây là Hạ Thiên, là vị hôn phu của tôi. Diệp Mộng Oánh nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên, giới thiệu với cậu, vị này là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nhã Lai Âu Trung Hoa, nữ sĩ Quách Lan. Thì ra là Hạ Tiên Sinh. Trong mắt Quách Lan lóe lên cái nhìn quái dị, nàng vươn bàn tay trắng nõn nói. Chào cậu, Hạ Tiên Sinh, rất vinh hạnh được gặp cậu. Nhưng vài giây sau Quách Lan đã có chút xấu hổ, vì Hạ Thiên căn bản không có ý muốn bắt tay với nàng. Xấu hổ quá, giám đốc Quách, Hạ Thiên rất thích sạch sẽ, vì vậy. Diệp Mộng Oánh tranh thủ thời gian giải hòa, nàng cũng không biết vì sao Hạ Thiên lại chẳng muốn bắt tay với Quách Lan. À, không sao. Quách Lan thu tay về, có lời nói vừa rồi của Diệp Mộng Oánh thì nàng cũng không còn quá xấu hổ, còn Hạ Thiên thật sự có thích sạch sẽ hay không sẽ chẳng còn quan trọng. Quách Lan nở nụ cười quyến rũ với Diệp Mộng Oánh, sau đó nàng tiếp tục. Giám đốc Diệp, bây giờ đã là giữa trưa, không bằng chúng ta cùng dùng bữa cơm rau dưa nhé. Xấu hổ quá, giám đốc Quách, chúng tôi còn có vài việc tư cần phải xử lý, thôi thì cứ để lần sau. Diệp Mộng Oánh nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng lắc đầu dùng giọng nhã nhặn từ chối lời mời của Quách Lan. Vậy thì được, chúng ta sẽ hẹn lần sau. Quách Lan cũng rất thức thời. Cuối cùng còn nở nụ cười mập mờ với Diệp Mộng Oánh. Không quấy rầy buổi hẹn ước giữa giám đốc Diệp và Hạ Tiên Sinh. Quách Lan mang theo tên đàn ông đẹp trai kia lên một chiếc xe, sau đó xe chậm rãi chạy ra khỏi bãi đậu xe. Chúng ta cũng vào thôi. Diệp Mộng Oánh nói với Hạ Thiên, hai người đi ra bãi đậu xe rồi tiến vào trong khách sạn Khải Tân. Diệp Mộng Oánh vào quầy tiếp tân, nàng cầm phiếu phòng rồi cùng Hạ Thiên đi lên, nhưng lúc này không phải gian phòng VIP hào hoa. Chính là một căn phòng dành cho tình nhân. Diệp Mộng Oánh nhìn giường lớn trong phòng,
hơn nữa còn có những bố trí mập mờ khắp phòng mà nhịp tim không khỏi nhanh hơn một chút. Dù nàng biết đây là sự kiện bình thường nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên cùng một người đàn ông chung một phòng, trong lòng nàng dù thế nào cũng có chút căng thẳng. Diệp Mộng Oánh buông những vật phẩm tùy thân ra, nàng ngồi xuống mép giường, vì che giấu căng thẳng trong lòng mà nàng chủ động khơi mào chủ đề. Hạ Thiên, sao vừa rồi cậu không bắt tay với Quách Lan? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Diệp Mộng Oánh. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị không biết nguyên nhân sao? Tôi biết sao? Diệp Mộng Oánh chợt sững sờ, nàng nếu biết thì còn hỏi hắn làm gì? Đúng vậy. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Mỹ nữ tỷ tỷ, lúc nãy không phải chị đã nói rồi sao? Tôi nói rồi à? Diệp Mộng Oánh càng thêm mơ hồ, nàng chỉ tùy tiện lấy cớ nói Hạ Thiên thích sạch sẽ mà thôi, chẳng lẽ hắn thích sạch sẽ thật? Tuy nàng ở chung với hắn không nhiều nhưng dù sao cũng chẳng thấy dấu hiệu thích sạch sẽ của hắn nằm ở đâu. Hạ Thiên lại gật đầu. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị nói tôi thích sạch sẽ. Cậu thật sự thích sạch sẽ sao? Diệp Mộng Oánh không nhịn được phải hỏi. Có một chút, dù sao người phụ nữ kia cũng quá bẩn, tôi không muốn bắt tay với cô ta. Hạ Thiên trả lời. Diệp Mộng Oánh vẫn nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng Quách Lan rất sạch sẽ. À, Mỹ nữ tỷ tỷ. Có vài người bẩn chị không nhìn ra đâu, người phụ nữ kia suốt ngày đổi đàn ông, nếu tôi bắt tay với cô ta, sợ rằng sẽ bẩn tay. Hạ Thiên lười biếng nói. Lần này thì Diệp Mộng Oánh đã hiểu ra, bẩn trong miệng Hạ Thiên là chỉ phương diện kia. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị rất quen thuộc người phụ nữ kia sao? Hạ Thiên lúc này mở miệng hỏi. Diệp Mộng Oánh lắc đầu. Thật ra cũng không tính là quen thuộc, chỉ là trước đó tập đoàn Nhã Lai Âu muốn mua lại tập đoàn Thiên Nam chúng ta. Người đại biểu cho tập đoàn Nhã Lai Âu chính là Quách Lan, vì vậy tôi và cô ấy có chút quen biết. Nhưng tôi đã từ chối lời yêu cầu thu mua của bọn họ, mà hình như bọn họ còn chưa hết hy vọng thì phải. À, không quen là tốt, tôi không thích người phụ nữ kia. Hạ Thiên ra vẻ yên lòng. À, thôi, không nói đến Quách Lan kia nữa, chúng ta đi dùng cơm, lầu một có nhà hàng. Diệp Mộng Oánh thật ra cũng không căng thẳng, nàng đã có chuẩn bị tâm lý. Trước khi đến đây nàng đã đặt một gian phòng cho tình nhân, tất nhiên nàng đã sớm chuẩn bị ở cùng phòng với Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có ý kiến, bây giờ nên đi dùng cơm trưa. Hai người cùng nhau xuống lầu vào nhà hàng tìm bàn ngồi xuống, Diệp Mộng Oánh bắt đầu gọi cơm. Hạ Thiên không có việc gì làm nên đảo mắt nhìn khắp nơi, đúng lúc này hắn nhìn thấy một người quen. Trong một góc nhà hàng có một cô gái đang đưa lưng về phía mọi người. Tuy không nhìn thấy gương mặt nhưng dáng người xinh đẹp tuyệt vời đã làm cho không ít người phải ghé mắt nhìn. Đối với Hạ Thiên thì căn bản không cần nhìn mặt đã có thể xác định được thân phận của nàng, vì hắn rất quen thuộc người này, thậm chí còn rất quen thuộc với một bộ phận trên người nàng. Cậu đang nhìn gì vậy? Diệp Mộng Oánh lúc này gọi cơm xong thì phát hiện Hạ Thiên đang nhìn chằm chằm vào góc nhà hàng, vì vậy mà nàng không khỏi nhìn theo. Cậu biết cô ta sao? Đúng vậy, tôi có biết. Hạ Thiên gật đầu. Đã cùng ngủ qua vài đêm, hắn không biết được sao. Chúng ta có nên đến chào hỏi không? Diệp Mộng Oánh trưng cầu ý kiến của Hạ Thiên. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị chờ tôi một chút, tôi sang chào hỏi chị ấy. Hạ Thiên đứng lên đi về phía góc khuất của nhà hàng. Người đẹp ngồi trong góc cũng cảm giác có người tiếp cận, thân thể không khỏi có chút căng thẳng nhưng ngay sau đó đã trầm tĩnh lại, nàng ăn một thứ gì đó với bộ dạng điềm nhiên như không. Hạ Thiên ngồi xuống bên cạnh người đẹp. Sau đó hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào nàng, bộ dạng có chút buồn bực. Chị Isabella, sao chị lại ở đây? Người đẹp đúng là nữ sát thủ Isabella của ám ảnh đoàn, nàng quay mặt nở nụ cười quyến rũ với Hạ Thiên. Chồng nhỏ, người ta biết cậu sẽ đến đây nên cố ý ngồi chờ. Chương 577, thư mời thần bí. Chị Isabella, lần trước chị đã cướp vợ sư tỷ xinh đẹp của tôi đi mất, hôm nay chị chuẩn bị đưa vợ về cho tôi sao? Hạ Thiên nghiêm trang hỏi. Đúng vậy. Isabella chớp chớp cặp mắt đẹp. Chồng nhỏ, cậu cũng ở trong khách sạn này sao? Cậu nói cho tôi biết số phòng, tối tôi đưa vợ sang cho cậu xài. Được rồi, thấy chị biết sai mà sửa nên tôi tạm thời không đánh mông chị. Hạ Thiên nói số phòng của mình cho Isabella, sau đó hắn đứng lên bỏ đi, hắn quyết định cho mỹ nữ tỷ tỷ lên thất trước, sau đó đợi vợ được đưa đến cửa. Hạ Thiên vừa ngồi xuống đối diện với Diệp Mộng Oánh thì Isabella bên kia đã đứng lên, nàng nở nụ cười quyến rũ với Hạ Thiên rồi rời khỏi nhà hàng. Hạ Thiên, cô ấy là ai? Diệp Mộng Oánh không nhịn được phải hỏi,
nàng không nhận ra Isabella, nhưng khi thấy bộ dạng của đối phương, nàng cũng không khỏi sinh ra cảm giác kinh ngạc vì Isabella quá đẹp. Hạ Thiên cười hì hì. Mỹ nữ tỷ tỷ, đến tối chị sẽ biết. Diệp Mộng Oánh thầm buồn bực, sao phải đến tối mới biết. Nhưng nàng cũng không truy vấn. Thức ăn nhanh chóng được đưa lên, hai người yên tĩnh ăn cơm, sau đó cả hai cùng rời khỏi nhà hàng trở về đại sảnh khách sạn, chuẩn bị về phòng. Hạ Thiên và Diệp Mộng Oánh đang đợi thang máy thì có một người đàn ông hơn 30 đi vào khách sạn, ánh mắt hắn nhanh chóng đảo qua vài lượt, khi thấy Hạ Thiên thì vội vàng đi đến. Xin hỏi cậu có phải là Hạ Tiên Sinh không? Người đàn ông đi đến trước mặt Hạ Thiên rồi dùng giọng khách khí nói. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn người đàn ông. Tôi là Hạ Thiên, anh là ai? Hạ Tiên Sinh, chào cậu, xấu hổ vì làm phiền, đại tiểu thư để tôi đưa thứ này cho cậu. Người đàn ông cầm lấy một tờ danh thiếp đưa lên trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên cầm lấy rồi thầm nghĩ. Thứ gì thế này? Danh thiếp nhìn có vẻ như thường nhưng nhìn kỹ sẽ thấy được chế tác bằng vật liệu tương đối phức tạp, bên trên có hàng chữ. 3 giờ chiều, biệt thự số 1 khu biệt thự trung tâm. Phía sau danh thiếp còn có vài dòng chữ. Hội đấu giá Kim Thạch. Hạ Tiên Sinh, đại tiểu thư bảo tôi nói với cậu, thời gian là 3 giờ chiều hôm nay, kính xin anh tham gia. Người đàn ông lúc này mở miệng nói. Đại tiểu thư của anh là ai? Hạ Thiên cảm thấy rất khó hiểu. Đợi đến khi cậu nhìn thấy đại tiểu thư thì biết đó là ai? Người đàn ông kia trả lời. Hạ Tiên Sinh, tôi xin cáo từ trước. Người đàn ông này nói đi là đi, ngay sau đó đã vội vàng rời khỏi khách sạn. Làm việc thần thần bí bí. Hạ Thiên bĩu môi, cái gì là đại tiểu thư, giỏi lắm sao? Hắn mặc kệ. Thang máy mở cửa. Hạ Thiên kéo Diệp Mộng Oánh đi vào, hai người nhanh chóng quay về phòng, sau đó hắn ném tờ danh thiếp kia qua một bên. Bây giờ hắn muốn cùng, làm việc, với mỹ nữ tỷ tỷ, hắn không có hứng tham gia bất kỳ hội đấu giá nào. Diệp Mộng Oánh lại cầm lấy danh thiếp, nàng nhìn thoáng qua rồi khẽ ổ lên kinh ngạc. Hội đấu giá Kim Thạch sao? Mỹ nữ tỷ tỷ, sao vậy? Hạ Thiên không khỏi hỏi. Tôi đã từng nghe qua hội đấu giá này. Diệp Mộng Oánh khẽ nói. Nghe nói đây là một hội đấu giá tư nhân, tên đầy đủ là Tề Kim Thạch, đây là một nhà siêu tầm cổ vật nổi tiếng thủ đô, hơn nữa quy cách của hội đấu giá này rất cao, người thường không thể tham gia, hình như mỗi lần như vậy đều là Tề Kim Thạch chủ động mời người khác, à, danh thiếp này chính là thư mời. Tề Kim Thạch sao, tôi nào có quen biết ông ta? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Ông ta mời tôi làm gì? Nghe qua thì thư mời này không phải do Tề Kim Thạch đưa cho cậu. Vừa rồi người kia không phải đã nói đại tiểu thư gì sao? Diệp Mộng Oánh phân tích cho Hạ Thiên. Nhưng tôi nghe nói cả đời Tề Kim Thạch chưa từng lập gia đình, không có con cái, vì vậy người gửi thư mời phải là kẻ khác, cũng có lẽ là Tề Kim Thạch đưa cho người khác, mà người khác lại chuyển cho cậu. Tôi hình như cũng không quen biết được mấy người ở thủ đô này. Hạ Thiên lầm bầm, hắn nhớ đến một sự kiện. Đúng rồi, mỹ nữ tỷ tỷ, chị nói Tề Kim Thạch kia là nhà sưu tập nổi tiếng sao? Diệp Mộng Oánh khẽ gật đầu. À, đúng vậy, người này là nhà sưu tập nổi tiếng. Nhà sưu tập, đại tiểu thư, chẳng lẽ là chị ta? Hạ Thiên lầm bầm. Nhưng chị ta không đồng ý làm vợ tôi, việc gì phải mời tôi? Diệp Mộng Oánh nghe Hạ Thiên nói như vậy thì mở miệng. Hạ Thiên, cũng không cần suy nghĩ nhiều, cùng lắm thì chúng ta đi gặp bọn họ là được, thật ra tôi cũng muốn biết về hội đấu giá này. À, mỹ nữ tỷ tỷ. Chị muốn đi sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy, dù sao chiều nay chúng ta cũng không có việc gì làm, đi đến đó xem đấu giá cũng tốt. Diệp Mộng Oánh khẽ gật đầu. Vậy thì được, chúng ta sẽ đến đó. Hạ Thiên gật đầu, bây giờ hắn thật ra cũng có chút hứng thú, vì hắn nhớ Tống Ngọc Mị kia là nhà sưu tập. Nếu Tống Ngọc Mị mời hắn tham gia hội đấu giá, như vậy chẳng phải nàng thay đổi ý kiến, muốn làm vợ hắn rồi à? Hai người xem như đã quyết định hành trình vào buổi chiều, nhưng hội đấu giá mở ra lúc 3 giờ, dù đi sớm thì cũng là 2 giờ, bây giờ còn chưa đến 1 giờ, rõ ràng bọn họ còn phải ở lại nghỉ ngơi 1 giờ trong khách sạn. Hạ Thiên, cậu có muốn nghỉ trưa không? Diệp Mộng Oánh hỏi. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Diệp Mộng Oánh, hắn cười hì hì nói. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị muốn ngủ sao? Tôi có thể cùng ngủ với chị. Diệp Mộng Oánh đỏ mặt. Nàng có chút hối hận khi nhắc đến đề tài này. Giữa trưa tôi cũng không ngủ. À, Hạ Thiên có hơi thất vọng.
nhưng hôm nay thật sự có chút mệt mỏi, tôi sẽ ngủ một lúc, 2 giờ sợ rằng sẽ khó thức dậy đúng giờ, cậu nhớ đánh thức tôi nhé. Diệp Mộng Oánh lúc này nói thêm, sau đó nàng tự nhiên nằm trong lồng ngực Hạ Thiên, nàng khẽ nhắm mắt lại. Nhưng Diệp Mộng Oánh cũng nhanh chóng phát hiện Hạ Thiên không làm gì mình, nàng hình như cũng cảm thấy ngủ trong lòng hắn rất thoải mái, vô tình nàng ngủ rất say. Diệp Mộng Oánh ngủ một giấc rất say, không biết qua bao lâu nàng mới tỉnh lại, sau đó phát hiện mình còn nằm trong lòng Hạ Thiên. Mấy giờ rồi? Diệp Mộng Oánh có chút ngượng ngùng, trong giọng nói có chút hương vị làm nũng trước nay chưa từng có. Để tôi xem, 2 giờ rưỡi rồi. Hạ Thiên trả lời. Sao? Diệp Mộng Oánh chợt kinh ngạc, nàng vội vàng ngồi dậy trong lòng Hạ Thiên. Mau, chúng ta đi thôi, chỗ này đến biệt thự trung tâm ít nhất cũng mất hơn 20 phút. Hạ Thiên lơ đễnh đáp. Muộn cũng chẳng sao, dù sao bọn họ cũng mời chúng ta đi, cũng chẳng phải chúng ta muốn đi. Chương 578, điều kiện của Tống Ngọc Mị. Tuy Hạ Thiên không quan tâm nhưng Diệp Mộng Oánh vẫn biết rõ những hội đấu giá tư nhân thế này thật ra thường rất coi trọng thời gian, vì vậy nàng nhanh chóng thu dọn vài thứ rồi kéo Hạ Thiên rời khỏi khách sạn. Sau đó nàng chạy Porsche chở Hạ Thiên chạy như bay về phía khu biệt thự trung tâm. Vài phút sau khi chiếc Porsche của Diệp Mộng Oánh rời khỏi bãi đậu xe thì một người đàn ông ăn mặc như nhân viên phục vụ xuất hiện ngoài gian phòng của Diệp Mộng Oánh, hắn nhìn khắp chung quanh rồi điềm nhiên như không lấy ra một tờ phiếu phòng. Hắn đi vào, vài phút sau lại đi ra điềm nhiên như không. Người đàn ông này nhanh chóng đi vào bãi đậu xe khách sạn, hắn tiến vào một chiếc xe 16 chỗ, sau đó lấy điện thoại ra bấm số. Tất cả đã sắp xếp xong, ngài chuẩn bị đợi tin tốt lành. 3 giờ chiều. Biệt thự số 1 ở biệt thự trung tâm có hơn 10 chiếc xe xa hoa dừng lại. Khoảnh khắc này một chiếc Porsche màu hồng chạy đến, một nam một nữ từ bên trong đi ra, đúng là Hạ Thiên và Diệp Mộng Oánh. Hai người đi về phía cửa chính, lúc này cửa chính mở rộng, có hai người đàn ông vạm vỡ đứng sẵn nơi đó. Đưa ra thư mời. Một người đàn ông nói với Hạ Thiên và Diệp Mộng Oánh. Diệp Mộng Oánh đã sớm có chuẩn bị, nàng lấy ra danh thiếp đưa cho người đàn ông. Tên này nhìn thoáng qua rồi mỉm cười khom lưng nói. Mời hai vị đi theo tôi. Dưới sự chỉ dẫn của người đàn ông, hai người Hạ Thiên tiến vào biệt thự, đi vào một gian phòng ở lầu 2. Căn phòng này rất lớn, bên trong có vài chục người, có nam có nữ, những người nam trong đây thường khá lớn tuổi, ít nhất cũng 40-50, nữ thì thường trẻ đẹp, trên cơ bản đều rất xinh đẹp. Hầu như mỗi người đàn ông đến đây đều mang theo một người phụ nữ, ai cũng có đôi có cặp. Những kẻ sáng suốt cũng đều có thể nhìn ra, đám phụ nữ xinh đẹp này chính là tình nhân của cánh đàn ông. Nhưng có một người phụ nữ ngoại lệ, nàng không những đi một mình, hơn nữa nếu xét về dung mạo hay khí chất đều áp đảo tất cả phụ nữ nơi đây. Trên mặt nàng có chút khí chất cao ngạo, tất nhiên nàng cũng không giống người thường, một bộ trang phục của nàng cũng khác người, là một bộ cổ trang. Người đẹp mặc cổ trang này chính là Tống Ngọc Mị, Hạ Thiên vừa vào cửa đã gặp nàng, sau đó hắn chứng minh suy đoán của mình. Đại tiểu thư kia có lẽ thật sự là Tống Ngọc Mị. Hạ Thiên không do dự, hắn kéo Diệp Mộng Oánh đi về phía Tống Ngọc Mị, hắn dùng ánh mắt không kiêng nể gì nhìn nàng từ trên xuống dưới, sau đó gật đầu nói. Hôm nay chị ăn mặc đã xinh đẹp hơn nhiều. Cũng là một bộ trang phục màu xanh da trời nhưng khác biệt là lần trước gặp mặt thì Tống Ngọc Mị ăn mặc rộng thùng thình, thân thể bị che giấu. Nhưng lúc này bộ trang phục cổ trang trên người nàng rất vừa, dáng người của nàng bộc lộ ra ngoài. Tuy nàng có vẻ hơi gầy, có vẻ gầy hơn Diệp Mộng Oánh, nhưng nàng vẫn có đủ đường cong, có đủ những địa phương lồi lõm làm đàn ông phải động tâm. Tống Ngọc Mị nhìn Hạ Thiên, gương mặt có chút mất vui. Sao bây giờ mới đến? Chị đã thay đổi ý kiến, muốn làm vợ tôi rồi sao? Hạ Thiên mở miệng hỏi, đây mới là vấn đề hắn quan tâm. Tống Ngọc Mị nhìn Diệp Mộng Oánh. Cậu không biết vấn đề này nên hỏi ở một thời điểm thích hợp hơn sao? Sao lại phải đổi? Hạ Thiên nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi. Tống Ngọc Mị cũng không trả lời câu hỏi của Hạ Thiên, nàng chỉ gật đầu với Diệp Mộng Oánh xem như chào hỏi. Diệp tiểu thư, mời chị ngồi. Xin hỏi tiểu thư là... Diệp Mộng Oánh có chút buồn bực, nàng cũng không nhận ra Tống Ngọc Mị. Tôi họ Tống, Tống Ngọc Mị. Tống Ngọc Mị tự giới thiệu, nhưng nàng lại nói. Hội đấu giá sắp bắt đầu, sau khi kết thúc chúng ta sẽ nói chuyện sau. Được, Tống tiểu thư. Diệp Mộng Oánh lúc này cũng ngồi xuống, nhưng nàng ngồi bên cạnh Hạ Thiên, còn Hạ Thiên lại ngồi bên cạnh Tống Ngọc Mị. Vì vậy mà hắn xem như trái phải đều là người đẹp,
khoảnh khắc này làm cho đám đàn ông ở đây phải ghen ghét. Hạ Thiên tiếp tục hỏi. Này, chị còn chưa nói rõ, có phải đã tình nguyện làm vợ tôi rồi không? Không muốn. Tống Ngọc Mị đưa ra câu trả lời cuối cùng cho Hạ Thiên. Hạ Thiên lập tức mất hứng. Chị không muốn làm vợ tôi, vậy chị để tôi đến đây làm gì? Hạ Thiên nói lời này đã có suy tính muốn đánh Tống Ngọc Mị một trận, muốn đánh cũng không phải là vấn đề, căn bản là đánh chỗ nào. Vì hắn biết thân thể Tống Ngọc Mị không phải là rất tốt, hắn cũng không muốn đánh nàng quá thảm, điều này không khỏi làm hắn nghĩ đến Tống Ngọc Mị kia, rõ ràng đánh nàng thì sướng hơn. Tống Ngọc Mị tất nhiên không biết kế hoạch của Hạ Thiên, nàng lúc này mở miệng thản nhiên nói. Nếu hôm nay cậu biểu hiện tốt thì tôi sẽ cho ra một cơ hội để theo đuổi. Sao, cơ hội theo đuổi cái gì? Hạ Thiên không hài lòng. Nếu tôi biểu hiện tốt thì chị nên trực tiếp làm vợ tôi. Thế nào, cậu không có niềm tin theo đuổi phụ nữ sao? Trong giọng nói của Tống Ngọc Mị mang theo chút hương vị trào phúng. Không phải là không có, nhưng rất phiền phức. Hạ Thiên nhanh chóng phản bác. Thật ra tôi đẹp trai thế này, chị nhất định sẽ thích tôi. Tôi cảm thấy chúng ta giảm bớt bước theo đuổi kia là đẹp. Tống Ngọc Mị thiếu chút nữa đã bị những lời nói của Hạ Thiên làm cho sặc chết, người này đẹp trai sao? Còn nàng nhất định sẽ thích hắn sao? Đúng là người này tự tin quá đáng rồi. Tóm lại, tôi nói rồi, nếu chút nữa cậu biểu hiện tốt, tôi sẽ cho cậu một cơ hội, nếu cậu không muốn có cơ hội này, như vậy cậu không cần quan tâm. Tống Ngọc Mị không chút vui sướng gì. Hạ Thiên cũng buồn bực. Hắn đến đây mà cứ bỏ đi như vậy thì rõ ràng có chút tiếc nuối. Theo đuổi thì theo đuổi, chỉ cần phải giữ lời, đợi lát nữa tôi sẽ đuổi theo chị, tôi đuổi được thì chị phải làm vợ tôi. Hạ Thiên vô tình nói. Đúng lúc này một âm thanh khá lớn truyền vào tai mọi người. Được rồi, đã đến giờ, hội đấu giá xin được phép bắt đầu. Khi âm thanh này vang lên thì một ông lão hơn 60 mặc trang phục thời đường đứng lên, vị trí của lão ở giữa mọi người. Bên cạnh lão cũng có một người phụ nữ trẻ đẹp mặt sườn xám. Tống tiểu thư, ông ta là Tề Kim Thạch sao? Diệp Mộng Oánh hỏi. Tống Ngọc Mị khẽ gật đầu. Đúng vậy, ông ấy là Tề Kim Thạch. Hạ Thiên bĩu môi. Không tốt cho lắm, cũng chỉ là một lão sắc quỷ mà thôi. Đợi lát nữa sẽ có một bộ bút tích thật sự của Đường Bá Hổ, nếu cậu có thể giúp tôi lấy được nó, tôi sẽ cho cậu cơ hội theo đuổi. Tống Ngọc Mị thản nhiên nói. Đơn giản như đang giỡn vậy sao? Hạ Thiên lập tức vui sướng. Giá cao nhất chỉ có thể trả cao hơn giá khởi điểm 10 triệu mà thôi. Tống Ngọc Mị lại bỏ thêm một điều kiện. Hạ Thiên vẫn không quan tâm. Đơn giản thôi cưng. Vậy thì chờ xem bản lĩnh của cậu. Tống Ngọc Mị khẽ hừ một tiếng, nàng cảm thấy Hạ Thiên đang khoác lác, nhưng sự việc lần trước xảy ra bên hồ cũng không làm cho nàng đưa ra kết luận đơn giản. Tề Kim Thạch ở bên kia bắt đầu đấu giá. Vật phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay là một cái chén, giá khởi điểm là 100 ngàn. Chương 579, thủ đoạn vô lại của Hạ Thiên. 110 ngàn. 120 ngàn. 150 ngàn. 150 ngàn lần thứ nhất, 150 ngàn lần thứ hai, 150 ngàn lần thứ ba, kết thúc. Những âm thanh này đều rất dễ nghe, vì người ra giá phần lớn là phụ nữ, ngay cả người chủ trì đấu giá cũng là phụ nữ. Là người đẹp mặc sườn xám ở bên cạnh Tề Kim Thạch. Còn Tề Kim Thạch chẳng qua chỉ ngồi bên cạnh xem mà thôi. Đấu giá rất thuận lợi, trình tự cũng rất đơn giản, không có giới thiệu vật phẩm, trực tiếp ra giá là được, cạnh tranh cũng không kịch liệt, thường thì chỉ ra giá 10 lần đã giao vật phẩm rồi. Cứ như vậy mà sau nửa giờ thì đã có hơn 10 vật phẩm đã đấu giá xong, giá trị cũng càng ngày càng cao, thấp nhất là 150 ngàn, bây giờ đã là 5 triệu. Tống tiểu thư, hội đấu giá này không có người giám định vật phẩm sao? Diệp Mộng Oánh lúc này không nhịn được phải nói ra nghi ngờ của mình. Chẳng lẽ mọi người không sợ mua phải hàng giả sao? Diệp tiểu thư, chị cho rằng có người giám định cũng không mua phải hàng giả sao? Tống Ngọc Mị cười nhạt một tiếng, nàng hỏi ngược lại một câu. Diệp Mộng Oánh có hơi sững sờ, sau đó nàng cười ngượng ngùng. Tôi cũng không biết, tôi cũng không quá quen thuộc vấn đề này. Bây giờ giới chơi đồ cổ rất loạn, có rất nhiều vật phẩm giả bị người ta giám định là thật, sau đó mang đi đấu giá. Một bức tranh giá 10 đồng cũng có thể bán được 10 triệu đồng, cái gọi là nhà giám định cũng có rất nhiều người không nói đến đạo đức nghề nghiệp. Bây giờ chỉ tự vẽ tranh, sau đó đưa cho bọn họ mỗi người vài trăm ngàn, bọn họ có thể giám định tranh của chị thành cổ vật.
Tống Ngọc Mị có ấn tượng rất tốt với Diệp Mộng Oánh, vì vậy nàng kiên nhẫn giải thích cho người còn chưa quen thuộc. Tống Ngọc Mị nhìn Tề Kim Thạch rồi tiếp tục nói. Đây cũng là nguyên nhân chúng tôi tham gia đấu giá tư nhân, ánh mắt siêu tầm của Tề Kim Thạch cũng rất tốt, những vật phẩm được đưa ra đấu giá đều được ông ta giám định. Đã 20 năm, những vật phẩm ông ta cất giữ chưa từng xuất hiện tình huống có hàng giả, vì vậy mà tạo nên danh tiếng tốt. Lúc này ông ta nói gì thì người ta cũng tin, tất nhiên cũng xê chẳng cần giám định lại. Thì ra là thế. Diệp Mộng Oánh cuối cùng cũng hiểu được. Cảm ơn Tống Tiểu Thư đã giải thích. Tống Ngọc Mị cười nhạt một tiếng, nàng không nói gì nữa, Hạ Thiên ở bên cạnh ngáp một cái, hội đấu giá này đúng là quá nhàm chán, cái quái gì là tranh của Đường Bá Hổ vẫn còn chưa được đưa ra. Lúc này những vật phẩm được đưa ra có giá trị ngày càng cao, bầu không khí cũng dần ấm lên. Lúc này Tề Kim Thạch cũng bắt đầu giới thiệu đơn giản về những vật phẩm đấu giá, tất nhiên tốc độ cũng chậm hẳn lại. Trong lúc vô tình đã một giờ trôi qua, một giờ này Tống Ngọc Mị không mua bất kỳ thứ gì, hình như nàng đến nơi này cũng chỉ vì bút tích thực của Đường Bá Hổ. Bây giờ là vật phẩm cuối cùng, tranh cung nữ của Đường Bá Hổ. Lời này của Tề Kim Thạch làm cho Hạ Thiên đang ngủ cũng phải chấn động, cuối cùng đã đến lúc rồi. Tề Kim Thạch bên kia cũng giới thiệu bức tranh. Mọi người đều biết Đường Bá Hổ thích vẽ tranh cung nữ, cả đời đã vẽ rất nhiều tranh, nhưng đáng tiếc là bây giờ đã không còn nhiều, phần lớn đều bị hư hại, trong đó số được bảo quản tốt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong tay tôi có một bộ được bảo tồn kỹ lưỡng, tôi cũng không muốn nói nhiều về giá trị của nó, giá quy định là 5 triệu đồng. Diệp Mộng Oánh nghe được cái giá này mà không khỏi ngẩn ngơ, nàng thấy giá tiền có chút thái quá, Tống Ngọc Mị thì lại như thường, nàng nhìn Hạ Thiên rồi thản nhiên nói. Để xem biểu hiện của cậu. 5 triệu 10 ngàn đồng. Hạ Thiên mở miệng nói. Tống Ngọc Mị cau mày, người này cố ý làm vậy sao? Tuy lần này hội đấu giá cũng không hạn chế mức ra giá, thấp nhất có thể là 10 triệu, cao nhất cũng có thể là 10 triệu. Lần đầu tiên mà Hạ Thiên kia chỉ bỏ vào 10 ngàn, như vậy có vẻ quá keo kiệt. Tống Tiểu Thư ra giá 5 triệu 10 ngàn đồng, còn ai ra giá cao hơn không? Người đẹp mặc sườn xám ở bên cạnh Tề Kim Thạch nhìn Hạ Thiên. Nàng dùng giọng dễ nghe nói. 5 triệu 10 ngàn lần đầu tiên, 5 triệu 10 ngàn lần thứ hai, còn ai tăng giá không? Tống Ngọc Mị không khỏi nhìn qua đám người ở bên cạnh, nàng không khỏi cảm thấy buồn bực, trước khi đến đây nàng đã nhận được tin tức bút tích của Đường Bá Hổ là hàng thật, vì sao không ai đấu giá? Điều này quá kỳ quái, ngay cả Tề Kim Thạch cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mọi người, nhưng người nào cũng tỏ ra giống như không thấy, cũng chẳng có hành động gì. Còn có người trả giá không? Người đẹp mặc sườn xám lại nhìn tất cả mọi người, nàng bất đắc dĩ nói. 5 triệu 10 ngàn đồng lần thứ ba, giao vật phẩm. Chúc mừng Tống Tiểu Thư. Tề Kim Thạch khẽ gật đầu với Tống Ngọc Mị, vẻ mặt lão có chút mất tự nhiên. Vật phẩm đấu giá cuối cùng đáng lý phải có tình cảnh anh chết tôi sống, nào biết sự việc xảy ra lại hoàn toàn khác. Tống Ngọc Mị chỉ ra giá một lần, hơn nữa chỉ bỏ ra có 10 ngàn đã lấy được vật phẩm, đúng là không bình thường. Đa tạ Tề lão đã bỏ ra thứ yêu thích. Tống Ngọc Mị thản nhiên nói, bức tranh này vốn là của Tề Kim Thạch, vì vậy nàng mới nói như thế. Đưa tranh sang cho Tống Tiểu Thư. Tề Kim Thạch phân phó người đẹp mặc sườn xám ở bên cạnh. Người đẹp mặc sườn xám khẽ gật đầu, nàng cầm tranh đưa đến cho Tống Ngọc Mị. Có chuyện gì xảy ra? Vừa rồi tôi muốn ra giá nhưng đột nhiên không thể lên tiếng. Anh cũng vậy sao? Tôi cũng vậy. Các anh đều như vậy sao? Tôi cũng đột nhiên phát hiện mình không thể nói được gì, định nhấc tay lên nhưng không thể động. Gặp quỷ rồi sao? Mười mấy người cùng lên tiếng, căn phòng trước đó rất trật tự nhưng bây giờ có chút rối loạn. Hạ Thiên cầm bức tranh trong tay người đẹp mặc sườm, hắn cười hì hì nhìn Tống Ngọc Mị. Thế nào, tôi biểu hiện rất tốt, bây giờ đã có cơ hội theo đuổi chị chưa? Tống Ngọc Mị còn chưa nói gì thì đám người kia đã đi qua, có một kẻ lớn tiếng tức giận nói. Tống Tiểu Thư, có phải cô vừa động tay động chân với chúng tôi không? Không có chứng cứ thì tốt nhất đừng nói bừa. Vẻ mặt Tống Ngọc Mị rất lạnh lẽo. Người này chợt ngẩn ngơ rồi xám xịt quay về, hắn nhìn những người khác, cũng không nói thêm lời nào mà nhanh chóng lui ra, ngoan ngoãn về chỗ ngồi. Trước nay Tống Ngọc Mị cạnh tranh thường không lấy thế đè người, vì vậy rất nhiều lần có người cướp được vật phẩm trong tay Tống Ngọc Mị mà không bị trả thù. Điều này làm cho mọi người sinh ra ảo giác là Tống Ngọc Mị rất dễ nói chuyện. Nhưng lúc này bọn họ mới ý thức được, Tống Ngọc Mị dù dễ nói chuyện cũng là đại tiểu thư Tống gia, nếu không có chứng cứ mà chỉ trích nàng,
như vậy hậu quả sẽ tương đối nghiêm trọng. Tôi tưởng thứ gì có giá 5 triệu đồng. Hạ Thiên lúc này mở tranh ra, hắn nhìn qua rồi bĩu môi. Người phụ nữ này quá khó coi, 50 đồng cũng không đáng. Chương 580, 5 triệu đồng mua phải hàng giả. Tống Ngọc Mị trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Cậu thì biết cái quái quỷ gì. Người phụ nữ này rất khó nhìn. Hạ Thiên có chút không phục. Gương mặt tròn như quả tạ, dáng người phì lũ, càng nhìn càng xấu. Đáng tiếc cậu không phải họ Đường. Tống Ngọc Mị hừ một tiếng nói. Sao, đây là tranh của Đường Bá Hổ à? Hạ Thiên đột nhiên dùng giọng kỳ quái hỏi. Nói nhảm. Tống Ngọc Mị hừ một tiếng, nàng bây giờ có chút căm tức, vì nàng có thể đoán Hạ Thiên mua được bức tranh này đã dùng thủ đoạn không đúng đắn. Tất nhiên nàng cũng chẳng biết hắn làm thế nào, nhưng nghe lời đám người vừa rồi thì những gì bọn họ gặp phải chẳng giống với vệ sĩ của nàng trước đó sao? Hạ Thiên có chút mê hoặc, hắn lẩm bẩm. Chẳng lẽ tên Đường Bá Hổ kia đã sống vài trăm năm, đến bây giờ còn chưa ra đi? Đầu óc cậu có vấn đề à? Tống Ngọc Mị nhìn Hạ Thiên. Đường Bá Hổ chết từ lâu rồi. Tống Ngọc Mị nói đến đây thì nhớ đến một vấn đề, nàng nhìn Hạ Thiên rồi tiếp tục hỏi. Cậu đừng nói không biết Đường Bá Hổ là ai đấy nhé. Tất nhiên tôi biết Đường Bá Hổ là ai. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Tống Ngọc Mị, hắn mơ hồ có xúc động đánh nàng một trận. Tôi chỉ không biết Đường Bá Hổ vẽ ai mà thôi. Diệp Mộng Oánh ở bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được. Hạ Thiên, cậu nói vậy là có ý gì? Sao tôi nghe không rõ? À, Đường Bá Hổ kia đã chết vài trăm năm, nhưng bức tranh này mới vẽ được vài năm. Nếu thật sự nói Đường Bá Hổ đã chết thì tôi cảm thấy kỳ quái vì ai vẽ bức tranh này. Hạ Thiên giải thích với Diệp Mộng Oánh. Hạ Thiên nói khá lớn, khi nghe được lời nói của hắn thì đám người đều nhìn sang. Vẻ mặt Tống Ngọc Mị cũng khẽ biến đổi. Cậu nói bức tranh này là giả sao? Tôi chưa nói là giả. Hạ Thiên ra vẻ vô tội. Tôi chỉ nói bức tranh này không phải của tên Đường Bá Hổ đã chết vài trăm năm trước. Cậu thanh niên, cũng đừng nói lời bậy bạ, lời nói mang họa vào thân. Một âm thanh tức giận vang lên, Tề Kim Thạch vừa nói vừa đi về phía bên này. Ông lão, tôi còn chưa tính sổ với ông đấy. Hạ Thiên trừng mắt bất mãn nhìn Tề Kim Thạch. Bức tranh này còn chưa đáng giá 50 đồng, vì sao ông bán cho vợ tôi với giá vài triệu? Ông cần ăn đòn sao? Cậu đừng ngậm máu phun người. Tề Kim Thạch thật sự tức giận. Thủ đô này có ai không biết hàng của Tề Kim Thạch này chưa từng có đổ giả. Nể mặt Tống tiểu thư tôi sẽ không truy cứu cậu, nhưng hội đấu giá của tôi không hoan nghênh cậu, bây giờ cậu có thể đi. Cho tôi xem một chút. Tống Ngọc Mị lúc này nói với Hạ Thiên. Vợ Mị Mị, tranh này thật sự không đáng tiền, chị đừng trả tiền cho ông ta. Hạ Thiên đưa bức tranh cho Tống Ngọc Mị, hắn nói. Diệp Mộng Oánh ở bên cạnh không biết nói gì hơn. Mới có một lúc mà đã gọi người ta là vợ rồi sao? Tống Ngọc Mị lúc này cũng không có tâm tư truy cứu lời nói của Hạ Thiên, nàng xem bức tranh rất cẩn thận, những người khác cũng chờ đợi kết luận của Tống Ngọc Mị. Tề Kim Thạch cũng nhìn Tống Ngọc Mị, tuy biểu hiện của lão rất trấn tĩnh nhưng chỉ cần quan sát cũng thấy có chút mất tự nhiên. Trong phòng rất yên ắng, chỉ sau vài phút mà đám người thấy như cả thế kỷ trôi qua. Vài phút sau Tống Ngọc Mị cuối cùng cũng ngẩng đầu, nàng quấn bức tranh lại rồi đưa cho Tề Kim Thạch. Tề lão, tôi tin ông chỉ đưa nhầm bức tranh, phiền ông đổi lại. Tống Ngọc Mị nói ra những lời này thì đám người trong phòng đã chấn động. Sao? Cái gì, thật hay giả? Không thể nào. Tống tiểu thư đã nói như vậy thì nhất định là giả. Chúng ta tin tưởng mới đến đây, không phải hàng chúng ta mua được đều phải đồ giả sao? Có lẽ chỉ là cầm nhầm thôi, đừng nóng vội. Anh giúp tôi giám định xem. Đúng vậy, anh giúp tôi xem thử. Đám người ồn ào cầm vật phẩm của mình đưa qua cho Hạ Thiên. Này, đừng làm phiền vợ tôi sẽ giúp mọi người xem là được. Hạ Thiên ngăn đám người, sau đó hắn không quan tâm bọn họ có tình nguyện hay không mà cầm lấy vật phẩm để giám định. Ủa, cậu nói nghiên mực này được làm chưa quá 5 năm sao? Cậu nói bình hoa này khá cổ sao? Vài chục năm à? Cậu nói bức tranh này khá đẹp, giá trị cả trăm đồng. Hạ Thiên không xem thì không sao. Sau khi giám định thì mọi người phát hiện nếu không có Hạ Thiên thì tất cả những vật phẩm được coi là thật đều là hàng giả. Các anh đừng nghe cậu ta nói bậy, cậu ta cái gì cũng không biết, sao có thể phân biệt được. Tề Kim Thạch tức giận nói. Người đâu, đến đuổi tiểu tử này ra. Chờ tí đã.
Tống Ngọc Mị lạnh lùng nói. Tề lão, không cần vội vã đuổi người, để tôi xem qua đã. Đúng vậy, để Tống tiểu thư xem sao. Mọi người cùng phụ họa. Khi thấy quần chúng xúc động thì Tề Kim Thạch cũng không còn cách nào khác, lúc này đám người kia cũng đưa tất cả vật phẩm vừa đấu giá được cho Tống Ngọc Mị. Nhưng Tống Ngọc Mị cũng không dám định tất cả, nàng chỉ dám định vài món, kết quả giống như những gì Hạ Thiên vừa nói, tất cả đều là đồ dỏm. Dù là thế nào thì cũng làm rất ẩu, chỉ cần người trong nghề nhìn là biết ngay. Tề lão, tôi thấy ông đưa lộn tranh, nhưng bây giờ tôi thấy sự việc không phải là như vậy. Tống Ngọc Mị ngẩng đầu nhìn Tề Kim Thạch. Tôi cũng cảm thấy buồn bực, Tề lão mất 20 năm mới tạo ra danh tiếng, vì sao lại dễ dàng hủy đi như vậy? Tống Ngọc Mị nói như vậy cũng coi như khách khí, mà đám người khác thì bắt đầu mắng ầm lên. Tề Kim Thạch, uổng cho chúng tôi tin ông dám gạt chúng tôi vậy sao? Tề Kim Thạch, ông đúng là tên lường gạt. Lừa đảo chết tiệt, chắc chắn lần trước cũng mua phải hàng giả, trả 20 triệu đây. Tề Kim Thạch, ông thức thời thì trả tiền ngay, không thì đừng trách vì sao tôi không khách khí. Có vài người mắng chửi, vài người uy hiếp, lúc bắt đầu thì Tề Kim Thạch còn tỏ ra hỗ thẹn, nhưng sau đó lại tức giận, lão đột nhiên quát lớn. Tất cả im mồm. Tề Kim Thạch đột nhiên lớn tiếng đã trấn trụ tất cả mọi người, vô tình gian phòng yên tĩnh trở lại. Tôi lừa đảo thì sao? Tôi lừa tiền các người thì sao? Khi tôi đấu giá có nói vật phẩm là thật à? Chính các người muốn mua, có liên quan gì đến tôi? Tề Kim Thạch cười lạnh nhìn mọi người. Hôm nay tôi bị các người vạch trần, sau này hội đấu giá sẽ không mở, điều này cũng không sao, tôi cũng không quan tâm các người có thể tham gia đấu giá, nhưng muốn trả tiền thì không có khả năng. Tề Kim Thạch hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói. Tôi sẽ không trả tiền cho các người, bây giờ các người phải trả tiền những gì vừa đấu giá, không được thiếu một đồng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 580.